Rồi, bây giờ các em xem nè. Đối với hai biến cố AB bất kỳ. Đối với hai biến cố AB bất kỳ thì mình sẽ có cái xác suất của biến cố A hợp B nó bằng xác suất của biến cố A cộng xác suất của biến cố B rồi trừ đi cho xác suất của biến cố A hợp B. Dạ, thì cái công thức này nó gọi là công thức xác cộng xác suất. Đấy, thì ở ở đây là nó có cái chứng minh từ cái chữ thập vị xuống, thấy không? Thì mình thấy nó là cái chứng minh thì của công thức này. Tuy nhiên thì thầy giải thích nôm na là như thế này nha. Thì các em hình dung ra là khi mà mình có hai biến cố A hợp B thì nó sẽ chia cái không gian mẫu omega, cái vòng tròn ngoài này nó là không gian mẫu omega nè, là 4 phần. Phần này là phần số 1. Phần số 1 này là mình nó chính là biến cố A trừ B đó. A trừ B. Dạ. A trừ B và mình ký hiệu của nó là gì? Mình ký hiệu của cái thằng này là gì? A trừ B. Mình ký hiệu của nó là A B ngang. Yeah. Còn cái phần số 2 này nè, phần số 2 nè. Phần số 2 này. Mình gọi là A giao B. Thấy không? Là A giao B. Và mình ký hiệu đó là A B viết liền luôn. Còn cái phần số 3 này nè, phần số 3 này. Phần số 3 này nó chính là B trừ A, B trừ A. À, B trừ A, B trừ A thì có nghĩa là B xảy ra nhưng mà A không xảy ra. Yeah. Cho nên ở đây mình ký hiệu là A ngang B. À, ngang B. Và còn một cái phần nữa là cái phần thứ tư. Phần thứ tư này. Thứ tư này. Phần thứ tư này. Phần thứ tư này thì nó chính là A B là không không xảy ra. Cả AB đều không xảy ra ha. Và lúc này mình sẽ ký hiệu nó là A ngang giao B ngang. Thế thì cái biến cố A hợp B đó, cái xác suất của biến cố A hợp B mình thấy rõ ràng là nó gồm 3 phần. Nó là xác suất của biến cố của cái phần số 1 cộng cho xác suất của phần số 2 rồi cộng cho xác suất của phần số 3. Đấy, nó chỉ trừ cái phần thứ tư này ra thôi. Đấy. Trong khi là cái xác suất của phần của biến cố A đó, biến cố A thì lúc này nó chia làm hai phần là phần 1, phần 2 nè. Thấy không? Gậu lứt, gậu gì đó. Xác suất của biến cố 2. Còn xác suất của biến cố A là gì? Biến cố B. Biến cố B lúc này nó cũng chia làm hai phần nữa, phần 3 với phần 2 đúng không? Vậy thì nếu mà mình tính xác suất biến cố B thì nó là phần 2 rồi. Cộng cho phần 3 đúng không? Đấy. Vậy thì nếu như mà mình lấy cái B BA mà cộng cho BB. Cộng cho BB như thế này. Thì nó ra là nó tới hai cái phần B2 BB của phần 2 này, này. Tức là nó cũng là phần B1 nè. Cộng cho B B3 nè. Rồi cộng cho tới hai lần của B2 nè. Nhưng mà thực chất là cái biến cố A hợp B này nó chỉ có một phần của B, B2 thôi đúng không? Đấy, một phần của B2 thôi chỗ này. Đấy, cho nên ở đây mình phải trừ ra một phần của B2 đúng chưa? Đấy, vậy thì muốn tính cái thằng A hợp B này thông qua cái xác suất của biến cố A với xác suất biến cố B thì mình phải trừ đi một lần của xác suất của cái phần số 2 là phần số 2 này chính là A do B đúng chưa? Đấy, vậy thì mình sẽ được cái công thức này. Thì công thức này nó gọi là công thức cộng xác suất. Thì em hình dung ra chưa? Thì bây giờ chúng ta xem cái ví dụ số 20 này. Đây là một bạn đọc cho thầy ví dụ số 20.
Hồ Hồ Minh Nguyên. Hồ Minh Nguyên có mặt chưa? Dạ em nghe thầy Em đọc cho thầy cái ơi. ví dụ. Xin Trời. lỗi, ví dụ 1.20. Dạ thầy, là trong một đội tuyển có hai vận động viên A và B thi đấu, với số sức để A thắng trận là 0,8, số sức để hai người thắng trận là 0,48. Còn số sức để A thua và B thắng là 0,06. Tính số sức các biến cố sau: B A B thắng trận, B đội tuyển thắng ít nhất một trận. Rồi, cảm ơn. Thì đối với cái bài này đó thì em đặt tên cái biến cố như sau. Đây là có hai vận động viên A B thi đấu thì mình sẽ đặt biến cố A là biến cố vận động viên A thắng trận. Thì lưu ý là em có thể phân biệt được cái biến cố với tên vận động viên ha. Tên biến cố với tên vận động viên ở đây đây thì viết là tên đối với tên biến cố thì in nghiêng, viết in nghiêng nghiêng chút, còn tên vận động viên thì viết thường. Nó không không có nghiêng, thấy không? Đấy, thì em khi mà đọc vô tài liệu của thầy thì em phải lưu ý cái điều đó. Thì theo đề bài đó thì nó nói là biến cố A là xảy ra là xác suất là 0,8 đó nha. Xác suất xảy ra biến cố A là 0,8 nè. À, và xác suất cả hai người cùng thắng trận là 0,48. Còn xác suất là A thua B thắng là 0,06. Thấy không? 0,06. Vậy thì xác suất B thắng trận là như thế nào? Thì lúc nãy mình nói là biến cố B này đó là nó gồm hai phần đúng không? B nó gồm có phần 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 2 và phần 3. Phần 2 là AB cùng thắng nè. Còn phần 3 nó là B thắng A thua. Đúng chưa? Tức là B xảy ra mà A không xảy ra. Đấy, thì vậy thì xác suất của biến cố B tức là xác suất B thắng trận là bằng gì? Là phần 2 nè, xác suất của A giao B nè, AB cùng thắng hoặc là B thắng A thua. Và chỗ này kết quả cái số nó đã cho hết rồi, thế vô thì nó được là công là 0,54 không 54. Rồi xác suất đội tuyển thắng ít nhất một trận tức là xác suất của biến cố A hoặc B đó, mình áp dụng công thức ở trên đây xuống, thấy không? Áp dụng công thức trên đây xuống thì A hoặc B nó sẽ bằng là xác suất của biến cố A cộng xác suất của biến cố B trừ đi cho xác suất của biến cố A giao B là 0,86, tức là có từ một trận thắng trở lên. Và thì đây đây là cái công thức cộng xác suất ha. Tiếp theo là mình nghiên cứu tiếp là cái công thức xác suất điều kiện. Thì xác suất điều kiện thì ở đây mình có cái định nghĩa 1.14. Thì xác suất của biến cố B, xin lỗi, cho biến cố B có xác suất là dương. Biến cố B có xác suất dương. Thấy không? Và biến cố A bất kỳ. Thì cái xác suất của biến cố A với điều kiện biến cố B đó, thì mình sẽ ký hiệu là BA sẹt B. Mình lưu ý cái dấu sẹt này nó nghiêng ở phía sau. Là cái khả năng xảy ra của biến cố A khi biến cố B đã xảy ra. Và xác suất của cái biến cố này đó là nó sẽ bằng xác suất của biến cố A giao B chia cho xác suất của biến cố B. Thấy không? Chia cho xác suất biến cố B. Đây là công thức 1.11. Thì các em lưu ý là đối với xác suất điều kiện nó có các tính chất như sau. Bốn tính chất. Thứ nhất là xác suất của biến cố B mà với điều kiện là biến cố đó đã xảy ra là bằng 1. Thì cái điều này nó hiển nhiên ha. Ví dụ như em biết biến cố B nó đã xảy ra rồi thì xác suất em tính xác suất nó xảy ra nữa là bằng 1. Rồi hiển nhiên là xác suất biến cố chắc chắn nó cũng bằng 1, phải không? Còn xác suất của biến cố đối của A với điều kiện B thì nó sẽ bằng 1 trừ đi cho xác suất của biến cố A với điều kiện B. Và công thức cộng xác suất thì nó sẽ vận dụng vô đây, tức là xác suất của biến cố A hợp B với điều kiện C thì bằng xác suất của biến cố A với điều kiện C cộng cho xác suất của biến cố B với điều kiện C và trừ đi cho xác suất của biến cố A giao B với điều kiện C. Đấy, thì con này là công thức cộng xác suất áp dụng trong cái trường hợp xác suất điều kiện này. À. Thế thì cái xác suất điều kiện này mình có thể giải thích như thế nào? Cái giải thích như thế nào?
ví dụ như ở đây là cái omega này, thấy không? Bây giờ là cái biến cố A ở bên nằm đây, biến cố A và biến cố B nằm đây, biến cố B nằm đây. Bây giờ là bây giờ mình thấy cái thằng A giao B là chỗ này nè. Như vậy thì xác suất của biến cố A với điều kiện B nó chính là cái tỷ lệ của thằng A trong B, tỷ lệ của thằng A trong B này. Đấy. Còn cái xác suất của biến cố A thì em phân biệt được là cái xác suất của biến cố A nó chính là cái tỷ lệ của A và so với omega, so với toàn bộ không gian mẫu luôn, đúng không? Tỷ lệ của A so với omega tức là xác suất của biến cố A, còn trong khi xác suất của A với điều kiện B có nghĩa là tỷ lệ của A nhưng mà nó nằm ở trong B thôi, thấy không? Tức là mình sẽ lấy cái phần A giao B này nè. Đấy, mình chia cho những cái phần của biến cố B này. Thấy không? Đấy. Đó là công thức này. Đây là xác suất điều kiện. Thì ở đây mình sẽ đọc cái này là gì? Xác suất của biến cố A với điều kiện B đã xảy ra, thấy không? À, cái này mình đọc là xác suất của A, xác suất của A với điều kiện là biến cố B đã xảy ra, hoặc là nếu biết biến cố của biến cố B đã xảy ra thì xác suất của biến cố A nó sẽ là như thế này. Thường là trong câu ví dụ như là ở trong cái câu hỏi thi hay là câu hỏi bài tập đó thì người ta sẽ nói là tính xác suất của biến cố A biết rằng biến cố B đã xảy ra, hoặc là nếu như biến cố B đã xảy ra thì xác suất biến cố A là bao nhiêu. Đấy. Ví dụ như A là biến cố A vận động viên A thắng trận và B là biến cố vận động viên B thắng trận. Bây giờ giả sử như thằng B nó thi đấu trước, thấy không? Vậy thì nếu như B thắng trận thì xác suất A thắng trận là bao nhiêu? Nếu như con gà bắt ra lần đầu là gà trống thì con gà bắt tiếp theo gà mái là bao nhiêu? Đấy, đấy là cái xác suất điều kiện ha. Đấy, thì bây giờ ở đây mình có một cái ví dụ đơn giản là ví dụ gieo xúc xắc này. Thì một bạn đọc cho thầy ví dụ 1.21 rồi. Quỳnh Quốc Pháp có mặt không ạ? Dạ có thầy ơi. Rồi em đọc cho thầy cái ví dụ này. Dạ thầy, cái ví dụ là giữa hai con xúc xắc cân đối đồng chắc giống nhau, tính chất xác suất để tổng số chấm thu được bằng 6, biết rằng tổng số đó là chẵn. Thì bây giờ đó thì đặt tên biến cố thì em lưu ý là cái bắt đầu từ sau cái chữ xác suất trở đi đó thì đó là biến cố, tức là tổng số chấm thu được bằng 6. Đây là một biến cố nè, thấy không? Đấy. Rồi biết rằng đây là điều kiện rồi tổng số đó là số chẵn. Vậy thì nó có hai biến cố đúng không? Đấy, thì biến cố A mình gọi biến cố A là tổng số chấm thu được bằng 6, đây biến cố A, và tổng số chấm là số chẵn là biến cố B. Thì hai biến cố này mình ở trên cái đề mình đem xuống thôi, không? Còn cái chữ biết rằng này nó chính là gì đây? Biết rằng này nó chính là điều kiện, à, chỗ này nó chính là điều kiện. Thì bây giờ mình thấy cái kết quả thuận lợi cho biến cố A. Đâu, kết quả thuận lợi cho biến cố A gồm có 1, 5, rồi 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1. À, tức là rõ ràng là cái nếu mà nó kết quả nó bằng 6 thì nó cũng là số chẵn đúng không? Đấy, cho nên là những kết quả thuận lợi cho A cũng là thuận lợi cho B, cho nên là A là con B nè. Mà A con B thì A giao B này đó, A giao B này nó chính bằng bằng A. À, các em lưu ý là nếu mà A con B thì A giao B chính bằng A luôn. Cho nên là chỗ này đó là em thấy là cái A thay vì ở đây là xác suất biến cố A giao B thì nó ghi là xác suất của biến cố A luôn. Thấy không?
xác suất biến của A luôn. Đó, thì xác suất biến của A thì nó là 5/36 phải không? Còn xác suất biến của B là bằng 18/36. Đấy, thì trong khi mà mình gieo con xúc xắc cân đối đồng chắc hai lần như thế này đó, thì không gian mẫu của nó là nhiêu? Em nhớ cho thầy là cái không gian mẫu là n omega là 36 đúng không? Bằng 36. Trong khi là n của biến cố B đó là tổng số chấm là số chẵn là bằng 10 18. À. Thì xác suất của nó là 18/36 là xác suất biến cố B nè. Đấy, thì mình áp dụng công thức xác suất điều kiện thì mình chia ra nó được cái này thôi ha. Rồi, bây giờ một bạn đọc cho thầy ví dụ 1.22. Lê Thị Mỹ Trân có mặt không ạ? Lê. Dạ có. À, đọc cho thầy cái ví dụ. Ví dụ 1.22 đó. Hay là ví dụ 1.22, một lớp chia làm 3 nhóm thực tập. Nhóm 1 có 7 nam, 5 nữ, nhóm 2 có 6 nam, 6 nữ, nhóm 3 có 5 nam, 6 nữ. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên trong lớp, tính xác suất sinh viên được chọn là nữ thuộc 3 nhóm và thuộc nhóm 3. Nữ và thuộc nhóm 3, hiểu chưa? Thế thì cái này mình có thể tính trực tiếp hoặc là gián tiếp thôi. Ở đây em gọi A là biến cố sinh viên được chọn là nữ ha, B là biến cố sinh viên được chọn là thuộc nhóm 3. Thì em có thể tính trực tiếp là em lấy cái số phần tử của gì đây? Số phần tử của A giao B luôn, A giao B, tính xác suất của biến cố A giao B, tính số phần tử A giao B đúng không? Thì em thấy là vừa nữ mà vừa thuộc nhóm 3 là nó có 6 người. Đúng không? 6 người. Trong khi lớp này nó tổng cộng là bao nhiêu? Cái nhóm 3 này là có 11 người đúng không? Rồi nhóm 2 nhóm trước là đều 12 người hết. Vậy thì tổng cộng có 35 người. Vậy thì trong trong 35 người này là mình chọn ra 6 bằng nữ ở nhóm 3 thì xác suất của nó là 6/35. À, thì đây cũng chính là đáp án của xin lỗi cái này 6 thôi chứ. Thì mình tính xác suất á, xác suất của biến cố A giao B đó thì mình muốn ghi là 6/35. À. Còn N này thì nó chỉ bằng 6 thôi ha. Ghi nhầm nè. Để mình tính trực tiếp là mình sẽ lấy số phần tử của biến cố A giao B này ra, sau đó mình chia cho số phần tử của omega đúng không? Số phần tử của omega là bằng 35. Tức là mình sẽ chọn ngẫu nhiên một người trong 35 người này. Vậy thì mình sẽ có 35 cách chọn. Đó, còn nếu mà mình tính theo cái công thức xác suất điều kiện thì em lưu ý nè. Cái chỗ này là xác suất của biến cố A với điều kiện B là bằng 6/11, chỗ này hiểu không? Ở chỗ này các em hiểu không ạ? Ai giải thích được chỗ này? Tại sao xác suất của biến cố A với điều kiện B là bằng 6/11? Bạn nói cho thầy nghe. Lê Trung Tính có mặt không ạ? Em có đang theo dõi bài không ạ? Lê Trung Tính. Dạ em nghe thầy ơi. Em có đang theo dõi bài không? Dạ có thầy. Anh nói thầy nghe coi, xác suất của A với điều kiện B là bằng 6/11 thôi. Là như thế nào, giải thích như thế nào? Xác suất A của B là 6/11
A với điều kiện B, cái này đọc là A với điều kiện B này, em phải đọc cho đúng. A với điều kiện B, xác suất của biến cố A với điều kiện biến cố B đã xảy ra. Để thấy sao nó bằng 6 phần 11, em coi cái đề. Dạ thầy là xác suất của A là 6, tại vì ở nhóm 3 nó có 6 nữ. Còn điều kiện của B là thuộc nhóm 3, là nhóm 3 có 5 nam và 6 nữ nên là ra 11. Thì đúng rồi, đúng rồi ha, rồi thì thích Dạ. gì đúng rồi đó. Thế thì còn cái xác suất của biến cố B tại sao nó bằng 11 phần 15 á? Em xin lỗi, 11 phần 35. Xác suất biến cố B này tại sao 11 phần 35? Anh tính nha. Có giải thích được không? Em đúng hai. Dạ thầy, làm xác suất của biến cố B là B là điều kiện nãy là bằng 11 nên Tức là nhóm 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 3 là có bao nhiêu người? hay là 11. Nhóm 3 11 người. Không. Vậy là khi mà em chọn một sinh viên thuộc cái nhóm 3 là nó có bao nhiêu cách chọn? Dạ thầy là 11 cách chọn. Thì cho nên là xác suất của biến cố B là 11 phần 35. Không. Thì em chọn ngẫu nhiên một sinh viên trong lớp này thì nó sẽ có là 35 cách chọn, đúng không? Trong khi mà chọn một sinh viên mà Đúng nó rồi. thuộc cái nhóm nhóm 3 thì nó sẽ có 11 cách thôi. Vậy thì xác suất biến cố B tức là chọn một sinh viên được cái nhóm 3 là bằng 11 phần 35. Đấy. Thì khi mà mình đọc một cái ví dụ mẫu ở trong cái sách đó, thì ví dụ như mình gặp một con số nào đó mình phải lý giải được tại sao con số đó nó như thế. Đấy. Thì em lý giải được thì em mới hiểu được, còn nếu em không lý giải em không hiểu. Đấy. Đấy. Thì bây giờ đó thì nếu mà mình áp dụng cái công thức xác suất điều kiện đó, xác suất của A với điều kiện B thì nó sẽ bằng xác suất của biến cố A giao B nè chia cho xác suất biến cố B, phải không? Nhưng mà cái xác suất này bữa nãy mình tính nó bằng là 6 phần 35, đúng không? 6 phần 35. Đấy. Vậy thì ở chỗ này mình biết rồi nè. Xác suất của A với điều kiện B là 6 xin lỗi, xác suất của biến cố A giao B là 6 phần 35. Này mình nãy mình tính trực tiếp là 6 phần 35 rồi nè. Đấy. Còn bây giờ mình tính gián tiếp không? Đấy, thì từ cái công thức xác suất điều kiện này mình sẽ suy ra được cái này. Thì thằng này nó sẽ bằng là gì? 11 phần 35. Rồi cái này nhân cho 6 phần 11 thì nó sẽ là 6 phần 35. Đấy. Để tính trực tiếp hay gián tiếp thì nó đều ra 6 phần 35 hả? Rồi bây giờ chúng ta xem cái ví dụ tiếp theo là ví dụ 1.23. Một bạn đọc cho thầy ví dụ này. Lê Văn Hải. Dạ có em. Em đọc cho thầy ví dụ này nhé. Dạ thầy, là một hộp có 3 quả cầu trắng và 4 quả cầu đỏ, lấy ngẫu nhiên liên tiếp không hoàn lại 2 quả cầu. Tính xác suất quả cầu lấy ra lần thứ 2 màu trắng, biết quả cầu lấy ra lần đầu màu đỏ. Rồi thầy cảm ơn. Thì đối với cái ví dụ này đó thì đầu tiên mình đặt A là biến cố quả cầu lấy ra lần đầu màu đỏ ha. Đấy, rồi B là biến cố quả cầu lấy ra lần thứ hai màu trắng. Thì như vậy thì mình sẽ cần tính xác suất là B, xác suất của biến cố B với điều kiện A. B với điều kiện A. Ha. Thì cái biến cố B với điều kiện A có nghĩa là lần thứ hai lấy được quả cầu màu trắng với điều kiện lần thứ nhất mình đã lấy ra một cái quả cầu màu đỏ rồi. Ha. Đấy. Vậy thì nếu như biến cố A xảy ra thì em thấy trong cái hộp mình ban đầu nó có 7 quả cầu này, đúng không? Ba trắng 4 đỏ. Bây giờ nếu mà mình lấy ra một quả cầu, lấy ra một quả cầu màu đỏ, tức là biến cố A xảy ra đó, không có nghĩa là lần đầu mình đã lấy ra một quả cầu màu đỏ. Vậy thì trong cái hộp mình nó có 6 quả cầu mà trong đó có ba trắng ba đỏ, đúng không?
Vậy thì lần thứ hai mà lấy được quả cầu màu trắng, có nghĩa là xác suất lấy được quả cầu màu trắng với điều kiện cái hộp này nó có 3 quả trắng 3 quả đỏ thôi. Vậy thì xác suất nó phải bằng 1 phần 2 đúng không? Đấy. Mình phân tích như thế. Đấy, thì đây là cái đồ hình thầy minh họa để cho các em dễ hình dung nè. Đấy, thì lúc đầu của mình là 3 trắng 4 đỏ nè, cái hộp ban đầu. Bây giờ cái biến cố A nó xảy ra. Biến cố A xảy ra có nghĩa là mình đã lấy được một quả màu đỏ. Thì lúc này nó còn lại là 3 trắng 3 đỏ. Đúng chưa? 3 trắng 3 đỏ. Như vậy thì là để lần thứ hai mà mình lấy ra được quả cầu trắng thì xác suất mà 3 phần 6. Xác suất rồi lấy ra lần thứ hai màu đỏ nó cũng là 3 phần 6. Đấy thì đó là cái công thức xác suất điều kiện ha. Bây giờ mình sẽ đi sang tiếp theo. Đó là cái công thức nhân xác suất. Công thức nhân xác suất. Thì lúc nãy là mình có cái công thức xác suất điều kiện của mình là thế này nha. Xác suất của biến cố A với điều kiện B nó bằng là xác suất của biến cố A giao B. Tất cả chia cho xác suất của biến cố B. Đúng chưa? Đấy. Bây giờ mình nhân hai vế cho B, tức là mình đem xác suất của biến cố B vào đây này. Thật ra là nhân hai vế cho xác suất của biến cố B đó. Ở chỗ này nếu mình nhân cho xác suất biến cố B thì nó sẽ là B nhân cho BA với điều kiện B đúng không? Rồi, chỗ này nếu mà nhân cho xác suất của biến cố B nữa thì hai cái thằng này nó đơn giản nhau thì nó còn là BAB thôi. BAB thôi. Như vậy thì ở đây mình sẽ được cái công thức này. Cái này đó chính là công thức thứ nhất này. Đúng không? Đấy, tức là xác suất của biến cố A giao B bằng xác suất biến cố B nhân cho xác suất của biến cố A với điều kiện B. Bây giờ mình đổi vai trò của AB cho nhau ha. Chỗ này nè. Cái này mình sẽ đổi A thành B. AB cho nhau. Đổi AB cho nhau thì nó cũng không thay đổi không? Chỗ này AB mà mình đổi đổi thành là BA, BA thì nó cũng bằng AB thôi. Đấy, cho nên nó vẫn là xác suất của biến cố A giao B. Còn chỗ này nếu mà mình đổi thành A đó thì nó sẽ là xác suất biến cố A đúng không? Chỗ này mình đổi thành A thành B, B thành A thì nó sẽ là B với điều kiện A. Vậy thì mình sẽ được công thức thứ hai. Đây, công thức nhân xác suất thứ hai. Thì bây giờ tại nó có hai công thức nhân như thế này thì bây giờ mình sẽ chọn công thức nào bây giờ? Thì trong cái bài toán thực tế đó thì em sẽ quan sát xem là nó cho biết cái nào. Nó cho biết biến cố nào. Ví dụ như nó cho biết biến cố A xảy ra trước hay gì đó. Không? Hoặc là nó cho xác suất của biến cố B với điều kiện A thì mình sẽ sử dụng công thức ở phía trên. Còn nếu mà nó cho xin lỗi, nếu mà nó cho biến xác suất của biến cố B với điều kiện A mình dùng công thức dưới, còn nếu mà nó cho xác suất của biến cố A với điều kiện B thì mình dùng công thức trên. Đấy, thì lưu ý không, thì chỗ này được gọi là công thức nhân xác suất nè. Bây giờ mình đảo lại cái ví dụ mà cái hộp có quả cầu đó. Thì một hộp nó có 3 quả cầu trắng, 4 quả cầu đỏ không? Bây giờ mình lấy ngẫu nhiên liên tiếp không hoàn lại hai quả cầu. Lấy ngẫu nhiên liên tiếp không hoàn lại hai quả cầu. Tính xác suất để hai quả cầu đó lấy ra đều màu đỏ hết. Này thiếu thiếu chữ xác suất ha. Này thiếu chữ là xác suất để hai quả cầu lấy ra cùng màu đỏ. Thì bây giờ mình gọi A là biến cố quả cầu lấy ra lần thứ nhất là màu đỏ không? B là biến cố quả cầu lấy ra lần thứ hai màu đỏ. Đấy. Thì bây giờ mình có xác suất của biến cố A là 4 phần 7 nè. Thì trong cái hộp mình đó là nó có 4 4 đỏ trên tổng số 7. À, 7 quả cầu. 4 quả cầu đỏ trên số 7, 7 quả cầu. Như vậy thì lần thứ nhất mình lấy một quả cầu thì xác suất để nó được quả cầu màu đỏ là 4 phần 7. Không? Còn nếu như A xảy ra thì tức là mình đã lấy ra một quả cầu màu đỏ thì trong cái hộp nó chỉ còn 6 quả cầu. Trong đó có 3 đỏ, 3 trắng. Thấy không? Cái ví dụ 23 đó mình phân tích rồi đó. Vậy thì xác suất để mà lần thứ hai lấy được quả cầu màu đỏ là bằng 3 phần 36, tức là 1 phần 2.
Đó là mình áp dụng công thức nhân xác suất, tức là mình cần tính xác suất của biến cố A giao B. Chưa? A giao B. Đó, thì áp dụng công thức nhân xác suất thì mình sẽ được là xác suất của biến cố A nhân cho xác suất của biến cố B với điều kiện A, phải không? Nhân vô thì mình được 2/7. Được chưa? Đấy, đấy là ví dụ 1.24. Bây giờ mình sẽ xem ví dụ 1.25, cũng tương tự như ví dụ này. Một bạn đọc cho thầy ví dụ 1.25. Bạn Nguyễn Anh Hào. Dạ có em. Đọc cho thầy dạ, ví dụ thầy 1.25. Dạ thầy, ví dụ 1.25 là một chuồng có 5 con gà trống và 7 con gà mái. Người ta bắt ngẫu nhiên lần lượt 2 lần, mỗi lần một con để bán. Tính xác suất A, cả hai con đều là gà mái. B, con bắt lần thứ hai là gà mái. Rồi bây giờ em đặt tên biến cố cho thầy. Bây giờ nếu mà làm bài này thì em đặt tên biến cố làm sao? Có hai biến cố, bắt hai lần đúng không? Dạ. Mà bán đi thì coi như là mình không còn lại rồi đúng không? Vậy thì mình gọi A là biến cố gì đây? Ok. Ừ. B là... A là con gà bắt lần đầu là gà mái. Ừ. Là con gà bắt lần đầu là gà mái. Rồi, cảm ơn em. Vậy thì B là biến cố gì? Con gà bắt ra lần hai là gà mái. Mái hay gà trống em? Mái dạ, luôn em. Gà mái. Mái luôn đi. Vậy thì em tính cho thầy thử coi xác suất của biến cố A là bao nhiêu. Là 7/12. 7/12. Biến cố B tính được chưa? Biến cố B. Rồi. 6/11 hả thầy? Không. Tại vì biến cố B là mình chưa tính được, mà mình từ từ tính, mình chỉ có B với điều kiện A thôi. B dạ. với điều kiện A mới là 6/11. À. Em hiểu không? Dạ. B với điều kiện A mới 6/11, tức là khi mình bắt con gà mái lần đầu, mình bắt con gà mái thì trong cái chuồng có 11 con mà trong đó có 6 gà mái. Vậy thì xác suất để bắt được gà mái ở lần thứ hai này đó là 6/11. Hiển nhiên là với điều kiện A nha. Bây giờ thầy lại hỏi em là xác suất của biến cố B này với điều kiện A ngang là bao nhiêu? Trả lời được không? Đâu rồi? Dạ chưa nghĩ ra thầy. A ngang là gì em? A ngang là điều kiện A không xảy ra, cái biến cố A không xảy ra. Biến cố A là gì? Biến cố A là con gà bắt lần đầu là gà mái, Vậy thì A ngang là gì? là con gà bắt lần đầu không phải là gà mái, Vậy nó gà gì? gà trống là Vậy thì nếu 5 A phần ngang 12 xảy ra thì có nghĩa là sao? A ngang xảy ra là 5/12 thôi. Không, A ngang xảy ra thì cái hộp nó làm sao, cái chuồng nó làm sao, nó còn mấy con và nó còn mấy cái chà trống cả mấy gà mái. Nếu A ngang xảy ra Là còn lại bốn gà trống và 7 gà mái. 4 gà trống 7 gà mái. Không, vẫn như vậy thì trong chuồng vẫn là nó còn 11 con đúng không? Dạ. Vậy thì nếu A ngang xảy ra thì trong chuồng 11 con. Vậy thì 11 con mà nó có 7 gà mái, vậy xác suất bắt gà mái là nhiêu? 7/11. Ừ, đấy thì xác suất của biến cố B với điều kiện A ngang là 7/11, đúng chưa? Hiểu hiểu này chưa? 7/11. Dạ. Hiểu tại sao nó 7/11 chưa? Đấy. Nhưng mà cái này thì mình chưa có tính, cái này mình chưa có cần thiết. Đấy, thì thôi thầy chiếu cái lời giải lên cho em xem luôn nè. Thì ở cách đây mình cũng gọi tên là con gà bắt ra lần đầu gà mái, con gà bắt ra lần thứ hai gà mái, và xác suất cả hai con gà mái đều là gà mái, tức là mình cần tính xác suất của biến cố gì. Ở đây mình cần tính xác suất của biến cố gì các em? A giao B đúng không? A giao B thì ở đây là mình sẽ tính theo công thức là bằng B. À, đây mình ghi cái này đi. Để là xác suất cần tính ha.
xuất cần tính là BAB. Áp dụng công thức nhân xác suất thì nó sẽ là BA rồi nhân cho BB với điều kiện A, đúng chưa? Đấy. Thế số vô 7 phần 12 nhân cho 6 phần 11 là bằng nhiêu? Cái này bằng nhiêu em? Là 7 phần mấy? 6 mà đơn giản với 12 là còn 1 phần 2 phải không? 1 phần 2 nhân với 1 phần 11 là 1 phần 22. Là 7 phần 22. Tức là khi mà mình bắt con gà ra thì có nhiều khả năng là 7 phần 22 là bắt được 2 gà mái. Đấy. Thì đây là cái lời giải đây, 7 phần 22 đây. Đúng như cái lời giải của thầy ghi đó. Còn con gà bắt ra lần thứ hai là gà mái luôn thì cái biến cố B không? Đấy, tức là biến cố B nó xảy ra trong hai trường hợp này. Đấy, thì em thấy cái số này không? 7 phần 12 là xác suất của biến cố B. Rồi xác suất của biến cố A ở đây mình cũng 7 phần 12. Đấy, thì em có nhận xét gì? Mặc dù em bắt ra theo thứ tự khác nhau nhưng mà xác suất để nó là gà mái nó vẫn là bằng nhau. Không? Thì từ cái bài này em sẽ liên tưởng đến một cái bài bắt thăm. Không? Một cái bài bắt thăm. Vậy thì ví dụ như mình có 12 lá thăm. 12 lá thăm. Mà trong đó là có 7 lá thăm là có thưởng. Đấy. Bây giờ mình cứ có hai người lần lượt bắt mỗi người một lá thăm. Không? Hai người lần lượt mỗi người bắt một lá thăm. Thì rõ ràng là cái xác suất người thứ nhất bắt được thăm trúng thưởng là bằng 7 phần 12. Và xác suất người thứ hai bắt được thăm có trúng thưởng cũng bằng 7 phần 12. Có nghĩa là việc bắt thăm trước hay sau gì nó không ảnh hưởng đến cái xác suất trúng thăm. Em hiểu chưa? Đây là mình mở rộng mà mình liên tưởng đến cái ví dụ tương tự như thế này. Có ai có thắc mắc gì không ạ? Cảm giác là lớp mình học bữa nay không thấy nó có dáng vẻ nó hào hứng. Rồi tiếp theo em coi cái sơ đồ hộp Bollea không? Hộp Bollea thì cái này em tham khảo thêm dùm này đây. Nó cũng là câu xác suất điều kiện và cái công thức sử dụng cái ví dụ 26 này là cái công thức xác suất nhân xác suất tổng quát ha. Thức nhân xác suất tổng quát là cho n biến cố A1, A2 đến AN phải không? Thì khi đó là xác suất của biến cố A1, A2 nhân dân đến AN nó bằng xác suất của biến cố A1 rồi nhân cho xác suất của biến cố A2 với điều kiện A1 rồi nhân cho xác suất của biến cố A3 với điều kiện A1, A2 rồi nhân cho vân vân, nhân cho xác suất của biến cố AN với điều kiện A1, A2 nhân dân đến AN trừ 1 đã xảy ra. Đấy là công thức 1.13. Thì một bạn đọc rồi thầy cái công thức này lại. Bạn Nguyễn Chí Tâm mà có mặt không? Dạ có thầy ơi. Rồi em đọc cho thầy cái công thức này lại. Công thức nhân xác suất tổng quát hả thầy? BA1 A2 AN bằng BA1 BA2 chia A1
Thằng B A3 chia A2 Đọc gì A1 không đúng rồi. A1. À, đọc nè. Cho n biến cố A1, A2 đến AN thì khi đó xác suất của biến cố A1, A2 vân vân đến AN, tức là cái này là xác suất của biến cố tích đúng không? Mình đọc là xác suất của biến cố A1, A2 vân vân đến AN nó bằng là xác suất của biến cố A1 rồi nhân cho xác suất của biến cố A2 với điều kiện A1 rồi nhân cho xác suất của biến cố A3 với điều kiện A1, A2 nhân cho vân vân tới xác suất của biến cố AN với điều kiện. Cái dấu sẹt này mình đặt là điều kiện chứ không phải là chia nha, Dạ. không có định nghĩa giao chia hai biến cố đâu, đúng không? Đấy, rồi bây giờ em đọc lại coi. Đây là cho n biến cố A1, A2 vân vân AN, khi đó xác suất của biến cố A1, A2 đến AN bằng xác suất của biến cố A1 nhân cho xác suất của biến cố A2 với điều kiện A1 và xác suất của biến cố A3 với điều kiện A1, A2 đến xác suất của biến cố AN có điều kiện A1, A2 cho tới AN trừ 1. À, đúng rồi. Rồi thầy cảm ơn. Thì bây giờ đó là mình cái ví dụ hộp Boolean này là em tham khảo giùm thầy ha. Tức là đầu tiên đó là mình có A quả cầu trắng và B quả cầu đỏ này. Bây giờ đó là sau mỗi lần mình chọn ngẫu nhiên một quả cầu, bây giờ mình sẽ trả cái quả cầu đó cùng với C quả cầu cùng màu nó vào hộp. Rồi tính xác suất để quả cầu được chọn ở lần thứ ba. Ở ba lần đầu đều màu trắng hết. À, rồi mình cũng phân tích từ từ thì nó ra. Bây giờ các em xem kỹ cái ví dụ này. Em tham khảo không, tự tham khảo ví dụ làm sao. Bây giờ còn với ví dụ 27 thì ở đây thầy hướng dẫn ví dụ 27. Rồi một bạn đọc cho thầy ví dụ 27 coi. À, một lô hàng có 9 sản phẩm giống nhau. Nguyễn Mạnh Phi. Đây là một lô hàng có 9 sản phẩm giống nhau, mỗi lần kiểm tra người ta chọn ngẫu nhiên 3 sản phẩm. Kiểm tra xong trả sản phẩm lại lô hàng, tính xác suất để 3 lần kiểm tra 9 sản phẩm đều được kiểm tra. Thì bây giờ ở đây là mình nếu nếu như mà mình kiểm tra mình lấy ra hết ba sản phẩm không, rồi cái đầu mình kiểm tra xong mình để ở ngoài á, thì rồi sau đó mình tiếp tục lấy ra ba sản phẩm kiểm tra nữa. Làm như vậy thì chỉ cần ba lần là chắc chắn là mình sẽ kiểm tra hết sản phẩm đúng không? Nhưng mà ở đây nó không kia không không thích làm gì, nó làm bằng cách là nó kiểm tra lấy lần tiên nó lấy ra ba sản phẩm, nó kiểm tra xong rồi nó tẩy vô lô hàng lại. Như vậy thì trong lô hàng sau lần kiểm tra thứ nhất này, trong lô hàng nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là có sản phẩm mới vừa có sản phẩm cũ, phải không? Tức là sản phẩm mới là sản phẩm chưa được kiểm tra, sản phẩm cũ là sản phẩm đã được kiểm tra. Đấy. Đấy, thì lần thứ hai nó lại bắt ra, thì cái lần thứ hai này nó ảnh hưởng là lần thứ hai á, là bắt ra thì chắc chắn là nó sẽ có lẫn lộn là sản phẩm cũ và sản phẩm mới, đúng không? Đấy, sản phẩm cũ và sản phẩm mới thì nó chia ra nhiều trường hợp ở ở cái lần thứ lần lần thứ hai này và lần thứ ba cũng vậy nha. Đấy thì bây giờ để giải bài này á, thì chúng ta sẽ gọi AI là biến cố lần kiểm tra thứ y gặp toàn sản phẩm mới hay sản phẩm chưa được kiểm tra đó, thì rõ ràng là mình cần tính xác suất là cả ba lần đều gặp sản phẩm mới hết, đúng không? Đấy. Thì lần thứ nhất gặp ba sản phẩm mới, lần thứ hai gặp ba sản phẩm mới, lần thứ ba gặp ba sản phẩm mới, vậy thì mình được 9 sản phẩm mới, đúng không? Là coi như là 9 sản phẩm đều được kiểm tra. Đó, vậy thì biến cố A1, A2, A3 này nó chính là biến cố mình cần tính xác suất. Và ở đây mình sẽ lập luận nè. Xác suất của biến cố A1 là bằng 1, đúng không? Tại sao nó bằng 1? Tại vì trong lô hàng này toàn sản phẩm mới không, mà bây giờ mình lấy ngẫu nhiên ba sản phẩm thì chắc chắn là cả ba sản phẩm nó đều mới, đúng chưa? Vậy thì xác suất của biến cố A1 là 1. Nhưng mà nếu như A1 này xảy ra rồi, A1 này xảy ra rồi, có nghĩa là trong cái hộp này nó vẫn còn 9 sản phẩm các em, vẫn còn 9 sản phẩm, nhưng mà trong cái hộp này nó lại thay đổi tính chất là gì? Nó có 3 sản phẩm cũ và 6 sản phẩm mới. Đúng không? Đấy, nếu biến cố A1 này xảy ra nè, nếu biến cố A1 này xảy ra nè, thì trong cái hộp này lúc này nó sẽ có là gì? À, 6 sản phẩm chưa được kiểm tra và 3 sản phẩm đã kiểm tra rồi. Cho nên là tính xác suất của biến cố A2 với điều kiện A1 có nghĩa là ở lần thứ hai này mình lấy được 3 sản phẩm mới với điều kiện cái hộp nó có 6 sản phẩm mới trong tổng số 9 sản phẩm.
Cho nên là biến cố A2 với điều kiện A1 này xác suất nó là số tổ hợp chập 3 của 6 chia cho số tổ hợp chập 3 của 9 là 5 phần 21. Và tương tự như vậy thì mình sẽ tính khi mà cái A1, A2 xảy ra rồi đó. Không, nếu mà mình giả sử mà nếu tức là cái điều kiện đó mình đặt ra, nếu như A1, A2 xảy ra rồi có nghĩa là lần đầu 3 sản phẩm mới, lần sau cũng 3 sản phẩm mới. Vậy thì tổng cộng mình đã kiểm tra đúng 3 sản phẩm, 6 sản phẩm mới, 6 sản phẩm đúng không? Đấy, thì nếu như A1, A2 xảy ra tức là mình đã kiểm tra đúng 6 sản phẩm mới. Vậy thì còn 3 sản phẩm mới thôi. Đấy không? Tại vì khi mình kiểm tra 6 sản phẩm rồi đó thì coi như mình đẩy vô lô hàng thì 6 sản phẩm đó coi như là nó sản phẩm cũ rồi. Như vậy thì nếu như A1, A2 xảy ra có nghĩa là trong cái hộp này nó lại thay đổi tính chất tiếp một lần nữa. Đấy không? Tức là nó chỉ còn 3 sản phẩm mới thôi trong số 9 sản phẩm. Cho nên là lần thứ ba này đó mình lấy 3 sản phẩm mới là mình lấy trong số 3 sản phẩm đã chưa được kiểm tra này. Đấy là số tổ hợp chập 3 của 3 đúng không? Chia cho số tổ hợp chập 3 của 9. Thì cái này nó đọc là xác suất của biến cố A3 với điều kiện A1, A2 đã xảy ra. À, thì cái này nó bằng 1 phần 84. À, 1 phần 84. Và mình áp dụng công thức nhân xác suất tổng quát không? Nhân xác suất tổng quát nè, nhân xác suất tổng quát. Đây, công thức 1.13. Đấy, thì ở đây nó áp dụng cho ba biến cố thôi thì mình ngắt tới tới chỗ này thôi đúng không? Ngắt tới chỗ A1, A2 này thôi, ngắt tới chỗ này thôi. Đấy. Đấy, như vậy thì ở đây là mình sẽ có là gì? À, xác suất để ba sau 3 lần kiểm tra thì 9 sản phẩm đều được kiểm tra. Thì nó sẽ là gì? BA1 xác suất biến cố A1 nhân cho xác suất biến cố A2 với điều kiện A1 rồi nhân cho xác suất của biến cố A3 với điều kiện A1 A2. Đấy. Thì mình lấy ba số này nhân nhau. Không. Bây giờ chúng ta nghiên cứu tiếp ví dụ 1.28. Bạn đọc cho thầy ví dụ 1.28. Nguyễn Lâm Mỹ Quyên. Mỹ Quyên hay Mỹ Quyền? Dạ em nghe rồi thầy. Mỹ Quyên á em. Dạ. Rồi em đọc cho thầy ví dụ tiếp theo. Ví dụ 1.28, để chọn ứng cử viên cho chức tổng giám đốc điều hành công ty, tuyển chọn thí sinh qua 3 vòng. Vòng thứ nhất lấy 70% thí sinh, vòng thứ hai lấy 50% thí sinh đã qua vòng thứ nhất, và vòng thứ ba lấy 20% thí sinh đã qua vòng thứ hai. Để trở thành ứng cử viên, thí sinh phải vượt qua được cả 3 vòng thi. Tính xác suất để một thí sinh bất kỳ A được trở thành ứng cử viên chức tổng giám đốc, B là bị loại ở vòng thứ hai, biết rằng thí sinh này bị loại. Rồi thầy cảm ơn em. Rồi các em xem cái ví dụ này, các em tự đọc ví dụ này nhìn thầy một chút.
Rồi các em xem kỹ ví dụ này phải không, cái đề kỹ cái đề rồi bây giờ thầy hướng dẫn giải nè. Bây giờ ở đây mình sẽ gọi tên biến cố làm sao, tức là ở đây để làm bài này thì em sẽ gọi biến cố AI là biến cố thí sinh qua vòng thứ y, với y nó chạy từ 1 đến 3 đúng không, 1 đến 3. Đấy. Thì ở đây là mình có các cái kết quả sau đây. Đấy, tức là mình sẽ có cái biến cố là A1 là xác suất là 0,7, vòng thứ nhất là lấy 70% thí sinh, thấy không? Vòng thứ nhất là lấy 70% thí sinh nè. Đấy, vậy thì xác suất của biến cố A1 là 0,7. Còn cái xác suất biến cố A2, không phải A2 không nha, mà A2 với điều kiện A1. Chỉ khi nào những anh nào mà thi được qua vòng thứ nhất thì anh mới được thi vòng thứ hai, và qua vòng thứ hai thì xác suất nó bằng 0,5 thôi, tức là vòng thứ hai lấy 50% thí sinh đã qua vòng thứ nhất, được chưa? À, có nghĩa là với điều kiện anh ta đã qua vòng thứ nhất, vòng thứ hai thì xác suất anh ta xin lỗi, với điều kiện anh ta đã qua vòng thứ nhất rồi thì xác suất anh ta đậu vòng thứ hai là 0,05, tức là cái này là xác suất điều kiện nha các em, đề nó cho xác suất điều kiện nha, chứ em ghi BA2 là không đúng. Rồi nếu như thí sinh đã qua vòng thứ nhất, vòng thứ hai thì xác suất thí sinh đã qua vòng thứ ba là 20% nữa, tức là 0,2, tức là mình có là xác suất của biến cố A3 với điều kiện A1 A2 là nó sẽ bằng 0,2. Và áp dụng công thức nhân xác suất thì xác suất để thí sinh được qua 3 vòng đó, tức là được trở thành ứng cử viên á, được trở thành ứng cử viên thì nó sẽ qua 3 vòng, tức là nó qua vòng thứ nhất và qua vòng thứ hai, qua vòng thứ ba, là áp dụng cái công thức nhân xác suất tổng quát này, mình thế số vô là 0,07. Thấy không? Như vậy thì để được trở thành ứng cử viên cho chức tổng giám đốc thì xác suất một thí sinh được trở thành ứng cử viên đó là nó sẽ bằng là gì đây? 0,007, tức là khoảng 7%. 7% đây là mình mới chỉ trở thành ứng cử viên thôi các em. Rồi còn mình còn thi đấu trực tiếp nữa. Rồi, bây giờ chúng ta xem tiếp coi. Ở đây là nó nói là thí sinh này bị loại ở vòng thứ hai, biết rằng thí sinh này bị loại. Bị loại ở vòng thứ hai, biết rằng thí sinh này bị loại. Đấy. Thì thí sinh bị loại ở vòng thứ hai, biết rằng thí sinh này bị loại, tức là nó không qua vòng thứ hai, tức là biến cố A2 ngang đúng không? Bị loại tức là biến cố A này không xảy ra nè. Thì đầu tiên là mình sẽ tính xác suất thí sinh này bị loại trước cái đã. Bị loại có nghĩa là nó biến cố A không xảy ra đúng không? Thì nó sẽ bằng áp dụng công thức xác suất biến cố đối thì nó sẽ bằng là 1 trừ xác suất biến cố A là bằng 0,93. Đấy. Thì bây giờ mình áp dụng công thức xác suất điều kiện nè. Thì lưu ý là A2 ngang với điều kiện A ngang. Em phải phân biệt là cái A2 với A ngang không? A2 ngang với điều kiện A2. Thì A2 ngang thì A2 ngang thì nó chỉ xảy ra khi A1 nó xảy ra luôn. Thấy không? Tại vì qua vòng thứ nhất thì anh mới thi được vòng thứ hai, mà thi vòng thứ hai thì mình mới biết cái đậu đậu hay rớt vòng thứ hai chứ, đúng không? Đấy. Cho nên để rớt vòng thứ hai thì có nghĩa là anh đã phải đậu vòng thứ nhất rồi. Đậu vòng thứ nhất rồi. Đấy. Vậy thì A2 ngang mà giao với A biến cố A đó, nó chính là gì? A2 ngang giao với A1. Thấy không? A2 ngang giao với A1. Đấy. Thì biến cố này mình là áp dụng công thức nhân xác suất tiếp thì mình sẽ được là gì? Xác suất của biến cố A1 nhân cho xác suất của biến cố A2 ngang với điều kiện A1. Và A2 ngang với điều kiện A1 thì nó cũng bằng 0,5. Thấy không? Đấy, tại vì mình có là xác suất của biến cố A2 ngang với điều kiện A1 là tính như thế này á. Cái này cái thằng này nè, tính như thế này, nó chính là xác suất của biến cố A2 với điều kiện A1. Lấy 1 trừ cho thằng này. Không? Đấy, 1 trừ thằng này thì được này. Thì nó bằng là 0,376. 0,376. 3763. Rồi, bây giờ qua bài này thầy hỏi tiếp là bây giờ một thí sinh mà nó cũng bị loại như vậy thì xác suất nó bị loại ở vòng thứ nhất là bao nhiêu? Xác suất bị loại ở vòng thứ nhất là bao nhiêu? Bạn nào tính được vậy?
Rồi tính tiếp cho thầy là xác suất nó bị loại ở vòng thứ ba là nhiêu? Cái này nó không có vòng gửi xe, cái bị loại vòng thứ thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba đây. Rồi bây giờ thầy gọi tên ha. Chàng hữu hạnh, chàng hữu hạnh có mặt không em? Chưa có Rồi em tính cho thầy cái phần thứ nhất nè, A1 ngang với điều kiện A ngang, tức là nó bị loại ở vòng thứ nhất đó, biết rằng nó bị loại nhá, là bao dạ. nhiêu, xác suất bao nhiêu? Tính được chưa em? Tính được không? Dạ đợi em 5 phút. Gì tới 5 phút như vậy? Thì cái chỗ này là em vận dụng công thức giống như ở dưới đây nè, giống dưới đây nè, thấy không? Đấy, thì bây giờ đó là nó phải là tính xác suất của biến cố A1. A1 ngang đúng không? Rồi, chia cho xác suất của biến cố gì đây? A ngang thôi. Rồi thấy số vô tính giùm thầy coi. A1 ngang là xác suất bằng nhiêu? Thứ ba thầy, không thứ ba không thầy. 0,3. Trên đây là 0,3 nè. Ở Như dưới là 0,93 rồi, lấy máy tính bấm em thầy coi ra nhiêu, 10 phần 31. lấy số 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 thập phân giống gì nè, số thập phân giống gì nè để mình dễ so Số sánh. lẻ hả? Lẻ lẻ đi, mình chọn bốn chữ số cho thầy. Vậy là 0,3226. 3 226. 2 phải không ta? Thì 3226. Rồi rồi một bạn tính cho thầy là xác suất thí sinh bị loại ở vòng thứ ba em coi. Thì cái này là tính công thức như thế nào đây? Bị loại vòng thứ ba có nghĩa là nó phải qua hai vòng đầu đúng không? Vòng 1 là vòng 2 nó qua nè, tới vòng thứ ba nó bị dướng rồi nè. Đó, vậy đó, rồi chia cho về BA. Thì cho công thức luôn rồi đó, BA ngang. Giờ gọi tên đi. Giờ nhiều khi mấy bạn xung phong thầy. Chàng Ngọc Như Ý, chàng Ngọc Như Ý có mặt không Có thầy ơi. hả? Chàng Ngọc Có. làm được không? Sao tiếng yếu xìu vậy Dạ không. hả? Làm bài không được hả? Cái máy tính của em nó bị hết pin rồi thầy. Pin em không tính nhẩm được à? Thì chỗ này mình áp dụng công thức nhân xác suất nè, em đọc công thức cho thầy thôi. Bây giờ pha tính, bây giờ đọc công thức này. BA1, A2, A3 ngang thì công thức mình tính thì sao? Đầu tiên là nó sẽ bằng cái gì? Để áp dụng công thức nhân xác suất cho nhiều biến cố giống trên đây nè em, giống như trên đây mình mới vừa học nè. Này, thấy chưa? Đó, ở đây nó có giao của ba biến cố không, giao của ba biến cố không. Rồi đọc cho thầy công thức đi coi. Bằng cái gì?
Rồi sao mà như ý? Em không đọc được công thức luôn cho thầy luôn hả? Để tôi học hữu hành kiểu này chết rồi em ơi em. Nó im ru luôn rồi. Đi nhảy lại đi. Kiểu này chắc là hết điểm chuyên cần luôn quá. Nguyễn Quốc Anh thôi, có mặt không ạ? Dạ em nghe thầy. Rồi em làm tiếp cái bài này cho thầy coi. Này ra sao em? Dạ. Em ghi công thức cho thầy trước đi. Cái này là cái gì? Là xác suất của biến cố gì đây? A1 giao với A2 rồi giao với A3 ngang thì đầu tiên nó sẽ là xác suất của biến cố gì? Dạ hay là để anh suy nghĩ một chút này. Đây là mình áp dụng cái công thức này nè, công thức nhân xác suất cho nhiều biến cố nè. Nè, áp dụng công thức này nè. Thức này nè. Thấy chưa? Mình thay A3 thành A3 ngang thôi, đâu có gì đâu. Thấy không? Rồi đọc được chưa? Đọc lại thầy coi. Lúc này em cũng nói quá thì trời ơi. Rồi coi bạn đọc nè, bạn khác đọc cho thầy đi. Ông Quỳnh Quỳnh Quốc gì? Quỳnh Quốc Pháp phải không? Quỳnh Quốc Pháp đọc cho thầy coi. Dạ thầy, nó là xác suất của A1 trước. A1 nè, rồi gì nữa? Rồi nhân cho cái xác suất của A1 A2 trong điều kiện A1. Với điều kiện A1, đúng chưa? Với điều kiện A1. Rồi gì nữa? Rồi với số sức của đối A3 với điều kiện A2 A1. A2 A1, A1 A2 gì cũng được phải không? Đấy, yeah. Rồi giờ mình sẽ chia cho gì đây? Cái chia cho đối của biến cố A. Xác suất biến cố đối của A. Rồi đó mình thấy số vô thôi. Nào bây giờ thấy số vô nè. A1 là lúc nãy mình tính được nhiêu em? Hay là 0,7. 0,7. Rồi A2 với điều kiện A1 là nhiêu? 0,5. 0,5. Rồi A3 ngang với điều kiện A1 A2 là nhiêu? 0,8. 0,8 đúng không? Sao 0,8 không em, là nó là 1 trừ cho cái xác suất của biến cố A3 ngang đó, với A3 với điều kiện A1 A2 đó. Chỗ này là mình thay 0,93 nè. Rồi em bấm máy tính giùm thầy luôn coi ra nhiêu. Giờ này đây em bấm nha thầy. Cả thầy nó là 0,31 0,30107 0,301 30107 107. Dạ. Mai mốt làm tròn 4 chữ số thôi. Dạ dạ. Bây giờ em thấy 33 cái này nè. Các em quan sát thấy 3 số này nè. Em thấy 3 số này không? Số nào lớn nhất? Ba cái số mà thầy khoanh tròn lên này thấy không? Đấy cái số nào lớn nhất? Dạ, cái số là 0,3763 lớn nhất. 0,3763 tức là xác suất là nó bị loại ở vòng thứ hai đó là lớn nhất. Bây giờ nó thi xong rồi nó về nó báo là tôi bị rớt rồi bạn ơi, tôi bị loại rồi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ dự đoán xem thằng này nó bị loại ở vòng thứ mấy.
thì mình dự đoán là mình dự đoán trên cơ sở là cái biến cố nào nó có xác suất lớn nhất là mình sẽ dự đoán cái đó. Thấy không, nó có nhiều khả năng hơn, thấy không, nhiều khả năng hơn. Đấy, vậy thì nếu như một bạn của mình mà nó đi thi dự thi cái kỳ thi này mà nó về nó báo là tôi đã bị loại rồi, tôi bị loại rồi, vậy thì mình sẽ đoán cái khả năng nhiều khả năng nhất là nó sẽ bị loại ở vòng thứ hai. Tại sao? Thì xác suất nó bị loại vòng thứ hai với điều kiện nó bị loại là lớn nhất. Em hiểu không? Đó, giống như cái bài này không phải là em cứ đọc ví dụ này thì em hiểu ví dụ này nó như thế thôi. Bây giờ mở rộng ra, ví dụ như một thí sinh mà nó đi thi tuyển học sinh giỏi vậy đó mà nó thi qua ba vòng như thế này đấy, bây giờ nó về nó báo cáo là nó thi nó bị lỗi rồi, thì mình có thể dự đoán là nó bị lỗi ở vòng thứ mấy, nhiều khả năng nhất là nó bị lỗi vòng thứ mấy. Và câu hỏi của người ta sẽ hỏi là nhiều khả năng nhất thí sinh bị lỗi ở vòng thứ mấy, chứ không phải nó hỏi thí sinh bị lỗi vòng thứ hai là bao nhiêu đâu, phải không? Đấy, cho nên là mình khi mà mình học ở trong cái thời đại mà cái thông tin nó thay đổi như thế này, đấy không? Đấy, thì em phải học một mà suy ra ba mới được, phải không? Chứ không phải học nhiều mà biết nhiều. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi nghiên cứu tiếp về cái ví dụ 1.29. 1.29. Lê Trung Kiên. Đọc cho thầy ví dụ 1.29 đi em. Để dập tắt nạn dịch sâu hại lúa, người ta tiến hành phun thuốc 3 lần liên tiếp trong một tuần. Xác suất sâu bị chết ở lần đầu là 0,5. Nếu sâu sống sót thì khả năng chết của sâu ở lần thứ 2 là 0,7. Còn nếu chưa chết ở lần thứ 2, sâu sẽ chết ở lần thứ 3 với xác suất là 0,9. Tính xác suất sâu chết sau đợt phun thuốc. Rồi, thầy cảm ơn. Thì cái bài này nó giống như là cái bài chọn ứng cử viên lúc nãy, nhưng mà cái này là ứng cử viên sâu ha, là em ứng cử viên nào mà vượt qua lần phun thuốc thứ nhất là coi như nó thi qua vòng một đó ha, còn nó chết thì thôi, nếu không chết thì nó lại thử thách tiếp một vòng thứ hai, thấy không? Rồi nếu vòng thứ hai nó chết thì thôi, còn nếu vòng thứ ba mà nó sống, vòng thứ hai mà nó sống thì nó sẽ bị thử thách qua vòng thứ ba. Thì mà vòng thứ ba mà nó chưa chết đó, thì coi như em sau này vô địch, thấy không? Đấy. Nhưng mà bây giờ mình sẽ tính cái khả năng em sau này là bị chết trong lòng trong đợt phun thuốc, thấy không? Thì ở đây mình sẽ gọi AI là biến cố là sâu chết ở lòng lần phun thứ y, thì nó sẽ xảy ra ba trường hợp như lúc nãy nha, ba trường hợp chết ở lần thứ nhất nè, là A1 phải không, là bị lỗi dòng thứ nhất, giống như bị lỗi dòng thứ nhất vậy đó. Rồi là qua dòng thứ hai là A1 ngang, nhưng mà bị chết ở, qua dòng thứ nhất là A1 ngang nhưng mà chết ở dòng thứ hai, tức là A1 ngang A2, thấy chưa, A1 ngang A2 là em thấy chỗ này nè. Hoặc là nó qua hai dòng đầu A1 A2, nó qua hai dòng đầu nhưng mà dòng thứ ba nó lại bị lỗi. Thì bây giờ mình sẽ tính và cái đề bài nó cho nè, xác suất sâu chết ở lần thứ nhất là xác suất A1 là 0,5. A1 là 0,5, như vậy thì xác suất của biến cố A1 ngang cũng là 0,5. Thấy không? Còn xác suất biến cố A2, tức là nó bị chết ở lần thứ hai với điều kiện là lần thứ nhất nó sống đó, là bằng 0,8. Thấy không? Ủa, 0,8 là 0,7. Đề bài nó cho 0,7 em ơi. Em sửa rồi thầy. Đây là 0,7 ha. 0,7 nè. Đấy. Rồi nếu mà nó sống hai lần đầu, 1 2 thì lần thứ ba nó chết là 0,9. Và cái biến cố A là biến cố sâu chết sau trong đợt phun thuốc đó, là nó sẽ bằng tổng của ba biến cố này. Mình áp dụng vô thì đầu tiên là 0,5 nè, nghĩa là 0,5 nhân 0,7 phải không, 0,7 rồi 0,5 nhân cho 1 trừ 0,7, cái này thật ra đó là 1 trừ 0,5 nữa em ghi tắt rồi, 1 trừ 0,7 rồi nhân cho 0,9 thì cộng lại là nó ra được số này. Thì cách hai là mình có thể làm giống như cái ví dụ ở trên đây,
tức là mình coi như là nó đã vượt qua cả ba vòng thi, thấy không? Tức là biến cố a a a ngang, tức là nó sâu nó còn sống đó, thì có nghĩa là nó sống ở sau ba vòng, sau ba đợt phun thuốc, đúng không? Đợt phun thuốc thứ nhất nó sống rồi, và đợt phun thuốc thứ hai nó sống rồi, đợt phun thuốc thứ ba nó sống rồi. Và ở đây mình áp dụng cái công thức nhân xác suất trong trường hợp nhiều biến cố, thấy không? Rồi mình thấy số vô thì A1 ngang là 0,5, A2 ngang với điều kiện A1 ngang là 0,3, còn A3 ngang với điều kiện A1 ngang, A2 ngang là 0,1, và ở đây nó ra 0,015. Cái này mình tính xác suất sau sống là 0,015 nè. Vậy thì xác suất sau chết nó sẽ là 1 trừ cho xác suất sau sống, là cái này. Được chưa? Thì cái này mình có hình thức hỏi khác không? Nó có nhiều hình thức hỏi em, thấy không? Nó có nhiều hình thức hỏi rồi, các em phải lưu ý khi mình học cái đề, học một cái bài phải nhớ, phải nhìn nhiều cái khả năng. Chứ không phải vì mình chỉ cần về nhìn một chỗ, một cái khả năng là được. Rồi tiếp theo là mình sẽ nghiên cứu cái sự kiện là hai biến cố độc lập. Nghiên cứu trường hợp là hai biến cố độc lập. Thì ở đây nó có một cái định nghĩa tổng quát là hai biến cố độc lập là gì? Xác suất của biến cố A giao B bằng xác suất của biến cố A nhân cho xác suất của biến cố B. Thấy không? Thì lúc nãy á, bình thường á như thì mình thấy bình thường ở chỗ này á, nó không phải là xác suất biến cố B mà nó phải là xác suất của biến cố B với điều kiện A, nghe không? Thấy không? Thì trong trường hợp tổng quát đó, chỗ này nó sẽ là BB với điều kiện A. Nhưng mà nếu hai biến cố độc lập á, thì cái BB với điều kiện A là mình sẽ thay bằng BB. Điều này có nghĩa là gì? Việc xảy ra của A này nó không ảnh hưởng đến xác suất của B. Hiểu chưa? Việc xảy ra của A nó không ảnh hưởng đến xác suất của B. Đấy. À, thì em lưu ý là nếu như việc xảy ra của A nó không ảnh hưởng đến B và việc xảy ra của B nó không ảnh hưởng đến A thì khi đó mình gọi A B là hai biến cố độc lập. Hai biến cố độc lập. Và xác suất của hai biến cố độc lập là nó sẽ tính theo công thức 1.14 rồi luôn. Gọi là công thức nhân xác suất độc lập. Đúng không? Thì cái công thức này mình học ở phổ thông rồi các em. Ở chỗ cái phần nâng cao á, cái chương trình nâng cao nó có. Rồi. Sức của hai biến cố độc lập phải không? Thì một cái ví dụ điển hình cho cái hai biến cố độc lập này đó là cái ví dụ 1.30. Một bạn đọc cho thầy ví dụ 1.30 thôi. Anh Sari có mặt không ạ? Dạ có em thầy ơi. Rồi em đọc cho thầy cái ví dụ này nghe. 1.30. Đây là có hai hộp đựng các quả cầu, hộp 1 đựng 5 quả cầu xanh và 3 quả cầu đỏ. Hộp 2 đựng 2 quả cầu xanh và 6 quả cầu màu đỏ. Từ mỗi hộp lấy ra một quả cầu, tính xác suất để A 2 quả cầu lấy ra cùng màu xanh, B 2 quả cầu lấy ra cùng màu. Rồi thì cảm ơn em. Thì ở đây đó là mình sẽ đặt tên biến cố như sau. Mình đặt AI là biến cố quả cầu lấy ra từ hộp thứ Y là màu xanh. Không? Thì cái này nó có mấy biến cố em. Quả cầu lấy ra từ hộp 1 màu xanh và quả cầu lấy ra từ hộp 2 màu xanh. Vậy thì mình có hai biến cố là A1, A2 đúng không? Cái này có hai biến cố A1, A2. Đây có A1 và A2. A1 có nghĩa là quả cầu lấy ra từ hộp 1 là màu xanh. A2 có nghĩa là quả cầu lấy ra từ hộp 2 màu xanh. Được chưa? Đấy. Thì bây giờ mình tính xác suất của biến cố là hai quả cầu lấy ra cùng màu xanh hết, có nghĩa là quả cầu lấy ra là của hộp 1 là màu xanh, lấy ra từ hộp 2 cũng màu xanh, tức là mình tính xác suất của biến cố A1 giao với A2. Nhưng mà hai biến cố này độc lập rồi. Tại vì hai cái hộp này đó là nó riêng biệt em, hai hộp riêng biệt, cho nên việc em lấy ra cái từ cái hộp thứ nhất mà em lấy ra một quả cầu màu xanh hay là không phải màu xanh gì đó, nó cũng không ảnh hưởng đến cái lần lấy của bên hộp 2, đúng không? Đấy. Vậy thì ở đây mình sẽ có là xác suất của biến cố A1 là 5/8 nè.
5/8 không? Tại vì trong cái hộp 1 mình có 5 quả cầu xanh trong số 8 quả cầu. Đó. Cho nên xác suất của biến cố A1 là 5/8. Và xác suất của biến cố A2 là 2/8 nha. Biến cố A2 là 2/8. Tuy nhiên thì mình tính là xác suất hai quả cầu lấy ra cùng màu xanh là sử dụng công thức nhân xác suất trong trường hợp hai biến cố độc lập ha. Thì xác suất của biến cố A1 giao với A2 bằng xác suất biến cố A1 nhân cho xác suất của biến cố A2. Thế thế về số vô thôi. Thế số vô thì mình sẽ được là 5/32 phải không? 5/32. Còn tương tự như vậy thì bây giờ mình tính xác suất lẽ là hai quả cầu lấy ra cùng màu. Cùng màu là nó sẽ ra hai trường hợp là cùng màu xanh hoặc là cùng cùng màu gì, cùng màu đỏ, cùng màu xanh hoặc cùng màu đỏ, thấy không, cùng màu xanh hoặc cùng màu đỏ. Thì đây là cùng màu xanh nè, biến cố này là biến cố hai quả cầu cùng màu xanh nè, còn biến cố bên đây là hai biến cố cùng màu đỏ nè, thấy không. Đấy. Bây giờ cùng màu xanh đó là mình tính ra được là 5/32 rồi. Bây giờ cùng màu đỏ là gì, cùng màu đỏ tức là quả cầu lấy ra từ hộp 1 màu đỏ là bằng nhiêu, 3/8 đúng không, và quả cầu lấy ra từ hộp 2 của màu đỏ là nó 6/8. 6/8 nhân 3/8 thì nó ra là cái này 33 là 9/32 với 5/32 cộng là 14/32. 14/32 đơn giản tiếp thì nó còn 7/16. 7/16 này nó chưa 1/2. Đấy. Như vậy thì ở đây đó là hai quả cầu lấy ra cùng màu là 7/16 nha các em, 7/16. Đó, như vậy thì mình suy ra là hai quả cầu khác màu. Khác màu. Xác suất là nhiêu? Là xác suất của biến cố khác màu tức là A1 A2 ngang. Đúng không? Rồi cộng cho A1 ngang A2. Đấy. Khác màu đó chính là biến cố đối của biến cố này nè em, biến cố đối của biến cố này. Thì nó sẽ bằng là 9/16. À, đấy. Em coi thấy không? Thì đây là ví dụ cho trường hợp là công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập nha. Đấy. Rồi bây giờ mình đi vào cái định nghĩa N biến cố độc lập. Nghĩa N biến cố độc lập. Thì các biến cố A1, A2 đến AN được gọi là độc lập, là nếu mà mình lấy một hay là một số biến cố trong đó thì nó không ảnh hưởng đến các biến cố còn lại ha. Nếu việc xảy ra của một hay một số biến cố trong đó nó sẽ không ảnh hưởng đến các biến cố còn lại thì cái đó mình gọi là N biến cố độc lập, thấy không. Và công thức nhân xác suất cho N biến cố độc lập là nó sẽ là gì, xác suất của tích các biến cố từ A1 đến AN nó sẽ bằng tích các xác suất của các biến cố đó, thấy không. Thì mình đọc nôm na là xác suất của tích bằng tích xác suất đó. Thì chỗ này mình hiểu là gì, các cái biến cố độc lập, N biến cố độc lập á là như thế này, nếu việc xảy ra hay không xảy ra của một hay một số biến cố ở trong cái nhóm đó đó nó không ảnh hưởng đến xác suất của các biến cố còn lại thì như vậy thì mình nói đó là gì, N biến cố nó độc lập. Nhưng mà cái này các em cũng phải phân biệt cho thầy, đó là cái trường hợp là độc lập từng đôi với độc lập toàn thể. Ví dụ như mình nói là N biến cố mà nó độc lập từng đôi. Độc lập từng đôi là sao? Độc lập từng đôi là cứ trong cái nhóm đó em lấy ngẫu nhiên ra hai biến cố thì hai biến cố nó độc lập. Lấy ra hai biến cố bất kỳ hai biến cố độc lập. Nhưng mà nếu mà em lấy ra cỡ ba biến cố thì ba biến cố nó chưa chắc có độc lập nhau, đúng không? Đấy thì mình gọi nó là độc lập từng đôi. Còn độc lập toàn thể là theo cái định nghĩa như thế này. Thì đây là cái khái niệm độc lập, phải không? Vậy thì qua đây á em lưu ý là nếu như mà mình có ba biến cố ABC là nó độc lập đó, từng đôi độc lập toàn thể đó, thì
các cái bộ ba biến cố này nó cũng độc lập luôn nè, cái bộ ba biến cố này cũng độc lập nè, em đọc cái phần này cho thầy, đọc kỹ cái phần này cho thầy. Còn nếu mà có hai biến cố AB độc lập thì A ngang B độc lập rồi AB ngang độc lập, A ngang B ngang cũng độc lập, thấy không? Đấy, thì cái gì độc lập đó là em một cái ví dụ điển hình cho ba biến cố độc lập ở đây đó là cái ví dụ 1.31 nè. Một bạn đọc cho thầy về ví dụ 1.31 đi. Thấy như cái mic của bạn nào? Nguyễn Quốc Anh mic em mở lên nè. Ồn ào lắm nè. Bây giờ gọi tên thêm một bạn đọc cái đề này. Bùi Đại Ngân. Có mặt không em? Bùi Đại Ngân. Có hay à? Rồi em đọc thì ví dụ 1.31. Trong một đội tuyển có 3 vận động viên A, B và C thi đấu với xác suất thắng trận lần lượt là 0.6, 0.7 và 0.8. Giả sử mỗi người thi đấu một trận độc lập nhau, tính xác suất để A đội tuyển thắng ít nhất một trận, B A thua trong trường hợp đội tuyển thắng hai trận. Rồi thầy cảm ơn. Thì ở đây nó có 3 vận động viên ABC thi đấu, mình gọi tên các biến cố theo tên vận động viên luôn ha. Thì theo đề bài là xác suất vận động viên A thắng là 0.6 nè, của B thắng là 0.7 nè, và của C là thắng là 0.8 nè không. Và tại vì ba vận động viên này thi đấu độc lập với nhau không, mỗi người thi đấu một trận độc lập nha, cho nên là ABC này là ba biến cố độc lập nhau nè. Rồi biến cố B, biến cố cần tính xác suất là đội tuyển thắng ít nhất một trận đúng không? Mình đặt tên biến cố này là biến cố D đi. Biến cố D là biến cố đội tuyển thắng ít nhất một trận. Vậy thì biến cố đối của biến cố B đó là đội tuyển không thắng trận nào. Không thắng trận nào có nghĩa là A thua, B thua và C thua, đúng không? Đấy, nhưng mà ba biến cố A, B, A ngang, B ngang, C ngang này nó độc lập với nhau, cho nên là mình tính xác suất của tích thì bằng tích xác suất. Tích xác suất, đúng không? Thì biến cố A xác suất là 0.6, vậy A ngang là xác suất là bằng 0.7. B xác suất là bằng 0.7, vậy thì B ngang xác suất là 0.3. C là xác suất là bằng 0.8, vậy thì C ngang xác suất bằng 0.2. Vậy thì 1 trừ cho 0.4, 0.3, 0.2 này. Đấy. Thì bằng 0.976. 0.976. Được chưa? Thì xác suất đội tuyển thắng ít nhất một trận. Ít nhất một trận có nghĩa là nó thắng từ một trận trở lên, đúng không? Đấy, bây giờ mình tính là câu E là A, câu B là A thua trong trường hợp đội tuyển thắng hai trận. Thì cái chữ trong trường hợp này nó cũng là xác suất điều kiện đó nghe. Trong trường hợp. Trong trường hợp đội tuyển. Trong trường hợp đội tuyển thắng. Trong trường hợp. Là điều kiện. À, điều kiện. Vậy thì đây mình tính xác suất A thua nè. Với điều kiện là đội tuyển thắng 2 trận. Đội tuyển thắng 2 trận là mình đặt ở đây là biến cố E nha. Biến cố E là đội tuyển thắng 2 trận. Bây giờ mình tính xác suất đội tuyển thắng 2 trận. Thì đội tuyển thắng 2 trận thì nó xảy ra 3 trường hợp phải không? 2 trường hợp, 3 trường hợp, tức là trường hợp A C thua AB thắng, B thua AC thắng và A thua BC thắng. Nhưng mà trong từng trường hợp này là nó là ba biến cố độc lập phải không? Ba biến cố độc lập thì ở đây xác suất của tích nó sẽ bằng tích xác suất. Phải không? Rồi mình thế số vô. Rồi tương tự bên đây cũng vậy, cái nhóm này cũng là ba biến cố độc lập phải không? Xác suất của tích nó bằng tích xác suất. Phải không? Đấy, còn chỗ này là xác suất của tích nó cũng bằng tích xác suất mà. Rồi triển khai ra. Còn có 9 số này nhân nhau, nhân rồi cộng nhau. Từng ba số này nhân nhau rồi sau đó cộng với ba số tích của ba số này thì nó ra 0.452 đúng không? Thì cái này mình mới tính là xác suất đội tuyển thắng hai trận thôi, nhưng mà cái đề bài nó yêu cầu là tính xác suất A thua trong trường hợp đội tuyển thắng hai trận. Thì A thua trong trường hợp đội tuyển thắng hai trận nó chính là cái biến cố này đúng không?
A thua và đội tuyển thắng hai trận thì A thua B C thắng thôi. Đấy, thì xác suất của A thua B C thắng và chia cho xác suất của biến cố đội tuyển thắng hai trận. Đấy, thì bây giờ qua cái bài này. Bây giờ thầy lại hỏi các em là một ý là như thế này. Thêm ý này. Em tính cho thầy là xác tính thêm là xác suất đội tuyển thắng một trận cho thầy nha. Thắng một trận. Tức là ba người này có một người thắng trận, đúng không? Rồi. Cho các em thời gian 5 phút. Thầy sẽ hỏi lại cho mình cái đáp án này. Thầy nhớ cái đề chưa? À, cái đề này thầy hỏi thêm nè. À, từ cái đề này thầy hỏi thêm ha. Tức là câu C, xác suất đội tuyển thắng đúng một trận. Rồi, 5 phút. Bây giờ 10 giờ 22 tới 10 giờ 27 thì sẽ hỏi. Này hai con ơi, mẹ mua sữa thầy nè. Nè mẹ cho coi, mẹ cho sữa nè. Tính thức sạch cái đó, sạch đây nè. Sạch
giao, kêu chịu bình giao đi nhà chơi. Chị Tám, con có bữa nay có đi làm không? Lấy cái nước này để cho ly vô chơi với em đi con, để cậu còn dạy tiết cuối. Nội Tư ở sao? Chào Nội Tư con. Rồi bây giờ các em làm được cái bài thầy nói chưa? Tức là xác suất đội tuyển thắng đúng một trận, xác suất tính sao? Tính được không? Vậy gọi tên ha. Quỳnh Thái Dương. Quỳnh Thái Dương có mặt không ạ? Dạ có thầy ơi. Tính ra chưa em? Dạ chưa thầy. Đợi em xíu đi thầy. Đợi tôi, giờ tôi cho thời gian tính rồi đợi nữa. Tôi kêu tôi tính thì phải tính chứ, giờ tôi đọc kết quả kêu đợi. Không được rồi. Rồi tiếp theo là bạn Lê Thành Nghĩa. Lê Thành Nghĩa có làm được chưa? Dạ em chưa làm được thầy ơi. Có làm không? Em có làm. Có. Không? Có. Làm sao mà chưa được? Dạ phải bằng 0.18 không thầy? 0.18. 0.18. 0.18. Em tính sao ra 0.18 vậy? 0.188 thầy ơi. 188. 0.188. Đúng rồi em. 188 ha. Thì bây giờ cái đội tuyển thắng một trận là nó gồm có sự kiện nào? Tức là xác suất của biến cố A rồi B ngang C ngang đúng không? Là đội tuyển thắng một trận nè, A thắng, B C thua, hoặc là B thắng, A C thua. Đúng chưa? Hoặc là gì? A thua, B thua, C thắng. Đúng chưa? Rồi bây giờ mình áp dụng công thức nhân xác suất và công thức cộng xác suất cho các biến cố xung khắc nè. Đó thì nó sẽ bằng tích của xác suất của biến cố A nhân cho xác suất của biến cố B ngang, rồi nhân cho xác suất của biến cố C, C ngang. Rồi cái này mới cộng cho gì đây? Xác suất của biến cố A ngang, rồi nhân cho xác suất của biến cố B, nhân cho xác suất của biến cố C ngang. Rồi mới cộng cho xác suất của biến cố gì đây? A ngang, nhân cho xác suất của biến cố B ngang, nhân cho xác suất của biến cố C. Đấy, rồi mình thế số vô kìa, thế số vô thấy không? Thì A là 0.6 nè, 0.6 nè. Rồi còn B là 0.7, vậy thì B ngang là 0.3 nha, 0.3. Đấy. Còn C là 0.8 phải không? C 0.8 vậy là C ngang là 0.2. Rồi mới cộng tiếp cho nè. Rồi chỗ này là A ngang là bằng 0.4 thôi. 0.4 nè. Rồi đó là B là 0.7. 0.7. Rồi C là 0.02. 0.2. Rồi tiếp tục cộng cho thì A ngang là 0.4 tiếp nè. Rồi B ngang là 0.3 nè. Và C là 0.8.
Đấy, rồi sau đó mình mới lấy máy tính mình bấm thấy không, mình bấm rồi 0,6 nè, rồi nhân cho 0,3 nhân cho 0,2 rồi cộng cho 0,4 rồi nhân cho 0,7 rồi nhân cho 0,2 rồi cộng cho là 0,4 rồi nhân cho 0,3 0,3 rồi nhân cho 0,8 rồi kết quả 0,188 đúng giờ bạn tính đúng rồi đó. Thì đây là cái ví dụ 1.31 thôi nha, tức là công thức nhân xác suất cho nhiều biến cố độc lập đó. Rồi, tiếp theo các em đọc cho thầy ví dụ 1.32 nha, một bạn đọc cho thầy ví dụ 1.32 nha. Lê Hoàng Duy, Lê Hoàng Duy có mặt không ạ? Lê Hoàng Duy này học gì? Chẳng thấy có mặt gì vậy? Nguyễn Chí Tâm. Dạ thầy. Rồi, đọc cho thầy ví dụ này. Dạ. Hai vận động viên cùng bắn vào mục tiêu một cách độc lập nhau. Xác suất trúng đích của vận động viên A là 0,8, còn của vận động viên B là 0,7. Tính xác suất A, vận động viên A bắn trúng đích trong 3 phát đầu. B, vận động viên B bắn trúng ngay từ phát thứ 3. C, hai người bắn trúng đích khi mỗi người đều bắn một phát. Là thầy cảm ơn. Thì ở đây đó là còn câu D đó nha em. Ít nhất một người bắn trúng đích khi mỗi người bắn một phát ha. Thì bây giờ ở câu A đó là vận động viên A là bắn trúng đích trong 3 phát đầu. Có nghĩa là trong 3 phát đầu là có một phát trúng đích ha. Đấy. Thì ở đây mình sẽ là do vận động viên A ở đây ta hỏi là có ít nhất có 3 phát bắn cho nên là mình đặt AI là biến cố vận động viên Y bắn trúng đích ở phát thứ Y ha. Rồi BG là vận động viên B bắn trúng đích ở phát thứ Z. Đấy. Thì theo đề bài mình có là AI với BG là nó độc lập nhau. Độc lập nhau. Rồi A1, A2, A3 độc lập nhau nè. Rồi B1, B2, B3 cũng độc lập nhau. Đúng không? Đấy. Thì câu A. Câu A là gì? Câu A là biến cố là vận động viên mình cần tính xác suất của biến cố là vận động viên A bắn trúng đích trong 3 phát đầu. Thấy không? Trong 3 phát đầu. Như vậy thì trong mình sẽ lấy biến cố đối của nó, tức là trong 3 phát đầu là vận động viên A không bắn trúng phát nào hết. Đúng không? Đấy thì biến cố A ngang này đó nó sẽ bằng A1 ngang giao với A2 ngang giao với A3 ngang. Nhưng mà do ba biến cố này nó độc lập với nhau đúng không? Thì xác suất của tích nó sẽ bằng tích các xác suất nè. Đấy, tích xác suất và mỗi cái biến cố nó sẽ có xác suất là bằng 0,2. Đấy, thì do vận động viên A là bắn trúng đích là xác suất là 0,8 không? Vậy thì xác suất không trúng đích là 0,2. Vậy thì này là 0,2 mũ 3, lấy 1 trừ 0,2 mũ 3 thì nó được là 0,992. Vậy thì xác suất để vận động viên A bắn trúng đích ở 3 phát đầu là 0,992. Rồi bây giờ mình nghiên cứu câu B nè. Đấy, vận động viên B bắn trúng ngay từ phát thứ 3, ngay từ phát thứ 3. Tức là phát thứ 3 mới trúng không? Còn hai phát đầu là chặt. Đấy. Thì có nghĩa là hai phát đầu vận động viên B bắn chặt, tức là B1 ngang giao với B2 ngang và B3 giao B3 thì B3 là bắn trúng đích ở lần phát thứ 3 đúng không? Thì bây giờ mình sử dụng công thức nhân xác suất nè, nhân xác suất trong trường hợp 3 biến cố độc lập ha. Đấy, thì 0,3 nhân 0,3 nhân 0,7 là bằng 0,063. Còn câu C. Câu C là hai người bắn trúng đích khi mỗi người đều bắn một viên. Cả hai người đều bắn trúng đích ha, khi mỗi người bắn một viên.
Thì ở đây mình coi câu C coi. Câu C. À, tức là xác suất của biến cố A1 giao với B1 đó em. A1 0,56. Còn câu D là gì? À, ít nhất một người bắn trúng đích khi mỗi người bắn một phát. Tức là mình sẽ tính xác suất của biến cố gì đây? Mình có thể tính trực tiếp xác suất của biến cố D D luôn. Thì biến cố D này á, là nó sẽ bằng A1 hợp với gì đây? B1. Không? À, mỗi người bắn một viên, người diện nhận viên thứ nhất cũng bắn một viên, nhận viên thứ hai cũng bắn một viên. Thì cái này mình có thể tính xác suất thông qua công thức cộng xác suất của em. Thì nó sẽ bằng là xác suất của biến cố A1 phải không? Rồi cộng cho xác suất của biến cố B1. Rồi trừ đi cho xác suất của biến cố A1 giao với B1. A1 giao B1 là 0,56 trên đây phải không? Đấy. À, thì mình sẽ có là cái này mình tính cách khác không? Đấy, thì A là 0,7 nè. Còn B1 là 0,3 rồi A là 0,8 nha. Còn B là 0,7. 0,7 rồi trừ 0,56 ha. Thì ra 0,94 ha. Rồi mình có thể tính theo cái cách gián tiếp, tức là tính theo biến cố đối của nó nha. Cố đối. Rồi đây là cái ví dụ 1.32. Tương tự gì mình có ví dụ 1.33 này thì các em xem thầy ha. Ví dụ 1.33 thầy tự xem. Rồi, ví dụ 1.34 các em tự xem thầy không. Như vậy thì ở đây đó là cái công thức nhân xác suất á, thì các em nhớ cho thầy là nhân xác suất nó tới 4 công thức thấy không. Công thức nhân xác suất nó trường hợp là hai biến cố nè, rồi là nhiều biến cố nè, nhiều biến cố nè, rồi là hai biến cố độc lập nè, và nhiều biến cố độc lập nè. Biến cố độc lập. Đấy. Thì công thức nhân xác suất này nó có bốn công thức như thế này nha. Từ 1.12 đến 1.14 ha. Đấy, thì cái công thức nhiều biến cố độc lập nó nằm đây. À, 1.15 từ 1.12 đến 1.15. Rồi bây giờ mình sẽ nghiên cứu tiếp các cái công thức tiếp theo, đó là công thức xác suất đầy đủ, công thức xác suất đầy đủ và công thức 3Z ha. Thì nhắc lại cái hệ đầy đủ biến cố của mình đó, hệ đầy đủ biến cố ở đây thì đặt là B1, B2 đến Bn là hệ đầy đủ biến cố. Hệ đầy đủ biến cố là nó từng đôi xung khắc và hợp các tất cả biến cố này, nó chính là biến cố chắc chắn nha. Ha. Hợp các biến cố này nó chính là biến cố chắc chắn. Ha. Thì nhắc lại là cái hệ đầy đủ biến cố đó, là nó phải là từng đôi xung khắc nha. Nó phải từng đôi xung khắc và nó sẽ lấp đầy cái không gian mẫu. Ví dụ như không gian mẫu của mình thế này, mình sẽ chia nó thành các cái phần không rời nhau, các phần không giao nhau, tức là các phần rời nhau đó là B1 nè, B2 nè, ... đến Bn. Như vậy thì cái này mình gọi là một sự phân hoạch không gian mẫu, hay còn gọi là một cái hệ đầy đủ các biến cố. Đấy, thì bây giờ là khi mà mình có một cái hệ đầy đủ các biến cố như thế này. Đó, và một cái biến cố A bất kỳ, thấy không? Có công thức xác suất đầy đủ, mình đang nói công thức xác suất đầy đủ ha. Đấy. Rồi mình có một biến cố A bất kỳ và một cái hệ đầy đủ biến cố. Thì bây giờ mình muốn tính xác suất của biến cố A, thấy không? Thì em muốn tính xác suất của biến cố A thì em thấy ở đây là biến cố A là cái phần thầy tô màu ở đây nè, thầy tô màu nè. Thì ở đây biến cố A nó giao với B1, thấy không? A giao với B1, rồi A giao với B2, dần. Thì A giao với Bn. Đấy, như vậy thì xác suất của biến cố A đó, nó sẽ tách toàn là xác suất của biến cố A B1 cộng cho xác suất của biến cố A B2 cộng dần cộng cho xác suất của biến cố A Bn. Đúng chưa?
nhưng mà từng cái nhóm này đó là mình lại áp dụng công thức nhân xác suất lúc nãy mình học cho hai biến cố đó, thì nó sẽ bằng xác suất của biến cố B1 nhân cho xác suất của biến cố A với điều kiện B1, rồi cộng cho xác suất của biến cố B2 nhân cho xác suất của biến cố A với điều kiện B2, rồi cộng chấm 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 cộng cho xác suất của biến cố BN nhân cho xác suất của biến cố A với điều kiện BN. Đấy, thì ở đây thì nếu mà mình gom chung lại thì nó sẽ ra công thức này, tức là mình viết tắt lại, viết thành cái tổng tất cả này, mình viết thành tổng y với y chạy từ 1 đến n này, đúng không? Đấy. Đấy, thì nó ra được cái công thức này. Cái công thức này nó gọi là công thức xác suất đầy đủ, hay gọi là công thức xác suất toàn phần, thấy không? Hay gọi là công thức xác suất toàn phần. Thì các cái xác suất là BI với A với điều kiện BI này nó gọi là xác suất tiền nghiệm. Tức khi mà mình tiến hành phép thử đó thì mình có thể tính được cái xác suất này. Thấy không? Đấy. Còn cái mình muốn tính xác suất của biến cố BI với điều kiện A. BI với điều kiện A có nghĩa là khi mà A xảy ra rồi đó, mình muốn tính trở ngược lại coi là xác suất của biến cố BI nó xảy ra là bao nhiêu. Thì cái đó gọi là xác suất hậu nghiệm, tức là sau khi mình tiến hành thí nghiệm rồi biến cố A nó xảy ra rồi mình mới đảo là mình tính xác suất của nó, thì cái này mình gọi là xác suất hậu nghiệm nha. Thì để tính xác suất hậu nghiệm thì mình có cái công thức gọi là công thức 3Z, thấy không? Công thức 3Z tức là gì? Công thức 3Z tức là mình muốn tính xác suất của biến cố BZ nào đó với Z chạy từ 1 đến N, tức là một cái biến cố BZ nào đó trong đây xảy ra với điều kiện biến cố A nó đã xảy ra rồi, đúng không? Thì cái này nó gọi là công thức xác suất, công thức 3Z. Thì mình muốn tính xác suất điều kiện này thì đầu tiên á là mình tính là A giao với BZ, đúng không? Là A giao với BZ và chia cho xác suất của biến cố A. Thì cái này là công thức xác suất điều kiện lúc nãy mình đã nghiên cứu nè. Nhưng mà A với BZ này nó lại triển khai ra là nó sẽ bằng BBZ rồi nhân cho BA với điều kiện BZ. BZ. Còn BA đó thì mình lại áp dụng cái công thức xác suất đầy đủ lúc nãy đó, thì nó sẽ bằng tổng của cái BI nhân cho BA với điều kiện BI. Và y này nó chạy từ 1 đến N. Thì em thấy là rõ ràng là cái này đó là cái số hạng thứ Z trong cái tổng ở dưới đây. Thấy không? Cái tổng này là nó có gì đây? Nó có N số hạng. Có N số hạng. Còn cái này là cái số hạng thứ gì? Số hạng thứ gì? Tức là mình sẽ lấy số hạng thứ gì chia cho tổng N số hạng này thì mình sẽ được cái xác suất của biến cố BZ với điều kiện A. Đó. Thì đây là cái công thức gọi là công thức 3Z. Đó. Thì các cái ví dụ về công thức 3Z đó, thì nó có ví dụ 1.38 nè. 1.38. 1.38 này thì các em tự đọc giùm thầy. Ví dụ này tự động này em à. Giống bài toán Quốc Thâm đây, Quốc Thâm. Rồi cái ví dụ 1.39 là cũng ví dụ về bài toán Quốc Thâm à. Bây giờ một bạn đọc cho thầy ví dụ 1.39 này. Nguyễn Hữu Toàn có mặt không em? Nguyễn Hữu Toàn. Nguyễn Hữu Hậu. Toàn Nguyễn Hữu Hậu. Mà tôi phải lấy sách tôi viết lại mới được, cái này thì kêu không có ơi. Nguyễn Thị Thúy Vi. Dạ nghe thầy ơi. Bây giờ có theo dõi bài không? Dạ là Phúc có và Phúc cơ là. Thầy kêu mà mấy đứa này thầy kêu mà sao nó không ơ hở gì chứ, chắc là không có theo dõi bài. Buổi sau thầy dạy là thầy kêu mà không trả lời là coi như là vắng, thấy không?
vừa vừa vắng mà vừa lãng phí máy tính nữa thì đáng xử à, đáng tội lắm. Mà học có máy tính học là không có dáng ngồi mà học, thầy tiêu để bật máy tính ở đó rồi đi làm chuyện khác là không được nha. Không, em Thúy Vi đọc cho thầy cái đề này nha. Một học có 10 lá thăm, trong đó có 3 lá thăm được đánh dấu, 3 người mỗi người lần lượt rút một thăm, tính xác suất rút trúng thăm đánh dấu của mỗi người. Rồi thầy cảm ơn. Bây giờ mình sẽ phân tích như thế này nha. Bây giờ có 10 lá thăm mà có 3 lá thăm đánh dấu, bây giờ có 3 người lần lượt mỗi người rút một lá thăm. Mình giả sử như cái người thứ nhất, người thứ hai rút được cái thăm nhưng mà không có mở ra. Thấy không? Rồi cái người thứ ba rút rút thăm lần thứ ba. Đó. Thì xác suất cái người thứ ba này rút được thăm có đánh dấu là bao nhiêu? Thì hiển nhiên á là cái người thứ nhất và rút thăm lần đầu thì xác suất người rút thăm lần đầu có được thăm có đánh dấu là bằng 3/10 đúng không? 3/10. Đấy. Tức là xác suất của biến cố A1 của mình là bằng 3/10 nè. Xác suất của biến cố A1 là 3/10. Đấy. Bây giờ mình coi thử coi, ví dụ như người thứ nhất mà rút thăm rồi đó mà ông ta không có mở ra. Anh ta không có mở ra nhưng mà cái người thứ hai rút là thăm thì xác suất của biến cố A2 này bằng bao nhiêu? Nó có phải 3/10 luôn không? Hay là nó 2/9 gì đó? Thấy không? Và xác suất của biến cố A3 thì ghi A3 không rồi nha, A3 không nè. Tức là không có điều kiện gì hết. Nó bằng bao nhiêu? Không có điều kiện gì hết là với điều kiện là mình không biết cái người thứ nhất, người thứ hai rút có rút được thăm có đánh dấu hay không. Thấy không? Thì xác suất người thứ ba rút được thăm nó đánh dấu là thế này. Đó, thì bây giờ con coi thì giờ các em coi xem nhưng mà bây giờ cái xác suất của biến cố A1 là 3/10 là biết rồi đúng không, mà mình cũng biết được cái xác suất của biến cố A2 với điều kiện A1 là bằng bao nhiêu, và xác suất của biến cố A2 với điều kiện A1 ngang là bao nhiêu, biết rồi thầy. Đấy, thì em tính cho thầy coi cái xác suất của biến cố A2 với điều kiện A1 là bao nhiêu. Để thầy gọi tên ha. Nguyễn Phước Sang có à? Có mặt không ạ? Thì có hề. Rồi bây giờ em tính cho thầy cái xác suất của biến cố A2 với điều kiện A1 là được. Bây giờ dạ. Em giải thích cho thầy là A2 với điều kiện A1 có nghĩa là gì? Là A2 là AI là gì em? AI là gì nè? AI là vậy nè. AI này mình đặt trên đây nè. Dạ, cái đó là AI là gì? AI là đặt tên trên đây nè em. AI là người thứ y rút được thăm có đánh dấu đúng không? Vậy thì A2 nghĩa là gì? A2. A2 là người thứ hai rút được thăm có đánh dấu. Phải chưa? A2. Phải. À, người thứ hai rút được thăm đánh dấu với điều kiện người thứ nhất rút được thăm có đánh dấu. Phải chưa? Đó. Dạ phải. À, vậy thì xác suất này bằng nhiêu? À, với điều kiện người bây giờ cái hộp mình nó có 10 lá thăm đúng không em? Đúng chưa? Dạ đúng. 10 lá thăm mà có 3 lá thăm đánh dấu nè. Bây giờ nếu như cái người thứ nhất mà rút được thăm đánh dấu thì trong cái hộp mình còn mấy lá thăm? À còn 9 lá. À 9 lá thăm mà có mấy lá thăm đánh dấu? À, có 3 lá thăm đánh dấu. Có 3 lá thăm đánh dấu nhưng mà người A1 xảy ra rồi nè. A1 xảy ra có nghĩa là người thứ nhất đã rút một thăm là có đánh dấu rồi đúng chưa? Dạ. À, vậy thì còn mấy lá thăm đánh dấu? Dạ 2. À,
Vậy thì với điều kiện A1 xảy ra, có nghĩa là cái hộp này nó còn 9 lá thăm mà trong đó chỉ có 2 lá thăm có đánh dấu thôi. Đúng chưa? Dạ, đúng chưa? Cho nên là xác suất rút được thanh đánh dấu phải 2/9 chưa? 2/9 chưa? Phải. Rồi em tính cho thầy cái này luôn. Với điều kiện A1 ngang có nghĩa là sao? A1 ngang là sao? A1 là gì em? Dạ. A1 là người. Là người thứ nhất rút được thăm sao? A1 A1 là có người thứ nhất rút được thăm có đánh dấu phải không? Còn gì thì A1 ngang có là sao? Dạ, A1 ngang là người rút thăm không đánh dấu. A1 ngang có nghĩa là người thứ nhất rút được thăm không có đánh dấu đúng không? Đúng chưa? Dạ. Vậy thì A1 ngang này xảy ra có nghĩa là trong cái hộp mình còn mấy lá thăm? Dạ, còn 3 lá. Không, thầy hỏi lá thăm chung kìa. Dạ, 10 lá. 10 lá, 10 A1, ông rút gần 8 rồi sao còn 10? À, 9. Ờ, 9 phải không? Nhưng mà còn mấy lá thăm đánh dấu? Dạ, 3. 3, đúng chưa? Tại vì A1 có nghĩa là người thứ nhất rút được thăm không có đánh dấu, đúng không? Đó, cho nên là số thăm có đánh dấu vẫn còn 3 nè. Vậy thì em hiểu là xác suất của biến cố A2 với điều kiện A1 là 2/9, hiểu không? Hiểu. Rồi, xác suất của biến cố A2 với điều kiện A1 ngang là bằng 3/9, hiểu không? Hiểu. Hiểu không? Rồi, bây giờ thì rồi thầy cảm ơn em. Bây giờ thì nói thêm là gì? Giữa cái A1 với A1 ngang này nó là hai biến cố xung khắc em. Hai biến cố đối lập và đồng thời nó cũng tạo thành hệ đầy đủ biến cố. Thấy không? Hệ đầy đủ biến cố. Và do đó là cái xác suất của biến cố A2 đó mình sẽ tính thông qua cái hệ đầy đủ biến cố này thông qua công thức xác suất. Công thức xác suất đầy đủ giống như trên đây nè. Giống như trên đây. Thấy không? Công thức xác suất đầy đủ giống như trên đây. Nhưng mà ở đây á là công thức xác suất đầy đủ không? Nhưng mà ở đây là mình chỉ áp dụng cho hai trường hợp là A1 với A1 ngang thôi, thấy không? Tức là B1 nó đóng vai trò là A1, B1 nó đóng vai trò là A1, còn B2 á là nó đóng vai trò là A1 ngang. Đấy, đấy thì mình áp dụng công thức xác suất đầy đủ trong cái trường hợp này. Đấy, thì bây giờ mình áp dụng vô thì mình sẽ được là gì? Là xác suất của biến cố A1 nhân cho xác suất của biến cố A2 với điều kiện A1. Rồi cộng cho xác suất của biến cố A1 ngang rồi nhân cho xác suất của biến cố A2 với điều kiện A1 ngang. Đấy. Thì một bạn thế số vô chỗ này cho thầy coi cái ra nhiêu nè. Thế số vô coi. Đâu à? Thầy gọi tên nè. Nguyễn Tấn Dương. Nguyễn Tấn Dương có mặt không em? Có. Rồi bây giờ em thế số vô chỗ này cho thầy coi. A1 là nhiêu em? Xác suất biến cố A1. Thầy A1 là 3/10. À, 3/10. Rồi. A2 với điều kiện A1 cũng để mình tính ra được nhiêu? 2/9. 2/9. Rồi cộng cho A1 ngang là nhiêu em? Thầy A1 ngang là 7/10. Đúng rồi, 7/10. Rồi A2 ngang, A2 với điều kiện A1 ngang, với điều kiện A1 ngang ha, là bao nhiêu? A2 với điều kiện A1 ngang, 3/9. Rồi 3/9, rồi bây giờ em cộng lại coi cái này ra nhiêu. Đây là em bấm máy. Em có đem cái nào chung ra ngoài không, làm thử chung được không? Dạ được. Đem cái gì ra làm thử chung được? Đem mấy phần máy? Đem số 3 ra được không? Ở trên đem có số 3 chung nè. Đem số 3 ra, ở dưới có số mấy chung? Số 10 chung hay số 9 chung? Số 9. 9, số 10 chung cũng được thôi, thì đem số 10 đi. Thì ở trong đây nó còn nhiêu? 2/9 đúng không? Cộng cho mấy phần 9? 7/9. 3/9. Mình đem 3 rồi. Mình đem 3/10 ra thì nó còn 7/9 trong đây đúng không? Thì mình thấy là 2/9 cộng với 7/9 lại ra 9/9 là bằng 1 phải không? Đúng chưa? Thì kết quả nó ra là nhiêu? 3/10. Đấy. Thì cái biến cố A2 này đó là gì? Xác suất của nó chính là xác suất người thứ hai bắt được thăm có đánh dấu.
đúng không? Với điều kiện không biết thông tin gì cả, không biết thông tin gì cả, nó giảm bằng 3 phần 10 và nó bằng xác suất của biến cố A1, bằng xác suất của biến cố A1. Đấy, có nghĩa là người thứ nhất bắt được không có đánh dấu với xác suất là 3 phần 10 thì người thứ hai bắt được không có đánh dấu cũng với xác suất bằng 3 phần 10. Với điều kiện là người thứ hai này không có biết thông tin gì cả. Được chưa? Đó, thì em thấy là cái công việc bắt không đó thì xác suất bắt được không có đánh dấu đối với người thứ nhất, thứ hai là như nhau. Như vậy thì cái người thứ ba bắt được không đánh dấu có như nhau không? Cái xác suất nó có như nhau không? Nguyên cô có bằng 3 phần 10 đúng không? Thì mình nghiên cứu tiếp ở dưới đây. Thì khi người thứ nhất, người thứ hai đã rút được thăm thì mình sẽ có một cái hệ gồm 4 biến cố như thế này. 4 biến cố này nó cũng là hệ đầy đủ của biến cố. Hệ đầy đủ biến cố, và em sẽ đi tìm hiểu cho thầy là xác suất của biến cố A1, A2 này là nhiêu. A1, A2 áp dụng công thức nhân xác suất ha. Thì nó bằng 1 phần 15. Rồi A3 với điều kiện A1, A2. A3 với điều kiện A1, A2 này là bằng 1 phần 8 nữa nha. 1 phần 8. Tại sao 1 phần 8? Bạn nào lý giải giùm thầy cái chỗ này coi. Chỗ này coi. Lý giải cái này tại sao 1 phần 8 này. Đây, thầy gọi tên ha. À, bạn Thúy Vi, Nguyễn Thị Thúy Vi. Thúy Vi đâu rồi? Dạ em nghe thầy ơi. Em lý giải cho thầy cái này, dùm này cái này tại sao 1 phần 8 này. Em cũng không biết. Không biết luôn hả? A1 là gì em? A1 là gì? Từ từ ha, A1 là gì? A1 phải là người thứ nhất bắt được thăm có đánh dấu không? Dạ. Rồi, rồi A2 có nghĩa là gì? Là người thứ hai bắt được thăm có đánh dấu luôn đúng không? Dạ. Cái hộp của mình là có mấy lá thăm, tổng cộng có mấy lá thăm? 3 lá thăm. Tổng cộng á, cái hộp mình là tổng cộng có mấy lá thăm đây? 10 lá thăm. 10 lá thăm. Mà có 3 lá thăm đánh dấu đúng không? Đó. Dạ. Rồi bây giờ A1, A2 này xảy ra có nghĩa là người thứ nhất bắt được thăm có đánh dấu, người thứ hai bắt được thăm đánh dấu. Vậy thì trong cái hộp của mình nó có mấy lá thăm? Còn 8 lá thăm, phải không? Mà trong đó còn mấy lá thăm đánh dấu? Còn 1. Một. Vậy thì xác suất để bắt được thăm đánh dấu trong trường hợp này nó là 1 phần 8 đúng chưa? Dạ rồi. Đúng chưa? Hiểu cái này chưa? Dạ, hiểu rồi. Rồi, bây giờ em giải thích cho thầy cái này tại sao nó 2 phần 8 này. Giải thích này. Cái này tại sao 2 phần 8? Dạ thầy là như ở trên là cái này là A1 sẽ... là người thứ nhất bắt được thăm gì? Thăm có thăm đã đánh dấu. Còn A2 ngang có nghĩa là gì? Người thứ hai bắt được thăm gì? Số thăm thăm đánh dấu. Vậy thì A1 A2 ngang này xảy ra có nghĩa là cái hộp này nó còn 8 lá thăm, trong đó có mấy lá thăm đánh dấu? Có 2 lá thăm đánh dấu. Cho nên là xác suất bắt được thăm đánh dấu là 2 phần 8, được chưa? Dạ rồi. Hiểu chỗ này chưa? Rồi bây giờ muốn... Dạ hiểu rồi. Rồi một bạn khác trả lời cho thầy câu hỏi coi. Nguyễn Nhật Minh có mặt không ạ? Nguyễn Nhật Minh đâu? Có thầy ơi. Rồi bây giờ em giải thích cho thầy cái này coi tại sao cái này bằng 2 phần 8 này em. Thầy à... A1 là người đầu tiên bốc thăm mà không? A1 ngang. Không có đánh dấu rồi. Cái này là A1 ngang. A1 ngang là người đầu tiên bốc thăm mà không có đánh dấu là 3 phần 9. A2 là người thứ hai bốc thăm có đánh dấu là 2 phần 9. Đâu có. Mình giải thích gì nè? Ủa 1 phần 9. A1 ngang A2. A1 ngang A2 có nghĩa là gì? Người thứ nhất bắt được thăm không có đánh dấu. Còn A2 có nghĩa là người thứ hai bắt được thăm có đánh dấu. Phải không? Cái này có nghĩa hai người này, người thứ nhất, người thứ hai bắt được hai lá thăm nè. Phải không? Người thứ nhất và người thứ hai mỗi người bắt lá thăm, vậy thì phải còn 8 lá thăm không? Dạ. Đó, mà trong đó là
A1 ngang có nghĩa là cái người thứ nhất này bắt thăm không có đánh dấu đúng không? Còn A2 có nghĩa là người thứ hai bắt được thăm có đánh dấu. Mà trong cái hộp mình đó là nó có 10 lá thăm, là có 3 thăm đánh dấu thôi. 3 thăm dấu. Thấy không? Giờ 7 thăm không dấu. Đúng chưa? 7 thăm không dấu. Bây giờ A1 này là lấy thăm không dấu, A2 này là lấy thăm có dấu, vậy thì còn mấy thăm có dấu? Còn 2 thăm có dấu. 2 thăm có dấu, mà bây giờ trên tổng số là bao nhiêu? 8 lá thăm đúng không? Dạ. Đó, cho nên là cái người thứ ba mà để bắt được thăm có đánh dấu trong trường hợp này là xác suất được thăm có đánh dấu là 2/8, đúng chưa? Dạ. Có hiểu chưa? Dạ hiểu này. Rồi. Rồi một bạn khác giải thích cho thầy cái trường hợp thứ ba coi. Bạn Trần Ngọc Mẫn. Phải không ạ? Cái này là bạn Trần Ngọc Mẫn giải thích cho thầy trường hợp thứ ba rồi tại sao cái này là bằng 3/8 nè. Dạ thưa thầy, trường hợp thứ ba là A1 ngang là người thứ nhất bắt không có đánh dấu, A2 ngang là người thứ hai bắt không có đánh dấu. Cho nên là trong hộp sẽ còn 8 lá thăm, trong đó có 3 lá thăm là đã được đánh dấu, cho nên là khi đó nó bằng 3/8. Thầy cảm ơn, đúng rồi đó. Để còn cái xác suất ở phía trước này là cái em có thể lập luận rồi tính được nè. Cái này nó lúc nãy là ở trên trường hợp 2 là mình đã tính ra rồi nè. Đấy, thì xác suất của biến cố A1 là 3/10, xác suất của biến cố A2 với điều kiện A1 là 2/9 nè, cái này biết rồi nè. Thì nhân vô cái này mình sẽ được là 1/15 đúng không? 1/15. Rồi tương tự như vậy thì cái xác suất của biến cố A1 A2 ngang. A1 A2 ngang là bằng xác suất của biến cố A1 và nhân cho xác suất của biến cố A2 ngang với điều kiện A1, thì cái này nó bằng 7/30 luôn em. Đấy. Và em lưu ý là các cái biến cố là A1 A2 nè. Rồi A1 A2 ngang nè, rồi A1 ngang A2, A1 ngang A2 ngang là hệ đầy đủ cái biến cố. Đấy, thì em nhớ là cái không gian mẫu của mình như thế này. Nó có ba, có hai biến cố là A1 A2 thấy không? Đây là A1 nè. Đây là A2 nè. Thì nó sẽ chia cái không gian mẫu là 3 phần đúng không? Phần thứ nhất là phần thứ hai nè, phần thứ ba nè và phần thứ tư nè. Phần thứ hai của mình nó chính là gì? Phần thứ hai này nè. Phần thứ nhất nó chính là A1 A2 ngang. Còn phần thứ hai là gì? A1 A2. Rồi phần thứ ba là gì? Phần thứ ba là A1 ngang A2. Và phần thứ tư là cái gì? A1 ngang A2 ngang. Đấy, thì rõ ràng là mình có hai biến cố A1 A2 đây, thì nó sẽ chia cái không gian mẫu omega của mình ra là 4 phần. Thì nó chính là cái này, nó chính là hệ đầy đủ của biến cố nha. Hệ đầy đủ biến cố. Và mình sẽ tính xác suất của từng biến cố trong đây tính ra được nè. Và tính xác suất của biến cố A3 xảy ra với từng trường hợp được luôn nè. Vậy thì mình áp dụng công thức nhân xác suất trong trường hợp này. Công thức xác suất điều kiện trong trường hợp này. Thấy không? Xác suất điều kiện trong trường hợp này. Là chuyện này là B1 nè, giống như trò B1 nè ha. Này là B2 nè, rồi B3 nè, rồi B4 nè. Thấy không? Đó. Rồi xác suất của biến cố A3 với điều kiện B1, B2, B3, B4 có rồi, thế vô cái này cũng là 3/10. Như vậy rõ ràng là em thấy là cái người thứ ba đó bắt được thăm có đánh dấu, nó cũng có cái xác suất bằng 3/10, đúng chưa? Bằng 3/10. Nó giống như cái xác suất là cái người thứ nhất bắt được thăm đánh dấu và người thứ hai bắt được thăm có đánh dấu. Thấy không? Đấy, thì em thấy là thì qua cái bài toán này, với trong cái bài toán bắt thăm đó, với điều kiện là các cái người bắt thăm trước không có công bố kết quả, đúng không? Đúng không? Ví dụ như ông thứ nhất ông bắt thăm rồi xong ông bỏ túi quần ông về, ông thứ hai ông nhét cái bóp ông đem về, ông chưa mở ra, thì cái ông thứ ba bắt được không có đánh dấu vẫn là xác suất vẫn như thế, vẫn 3/10. Thấy không? Đấy, thì qua cái bài này em thấy là khi mà mình bắt không đó thì bắt trước bắt sau bắt giữa gì xác suất trúng thăm thì vẫn là như nhau. Với điều kiện là mình không biết thông tin gì trước đó hết nha. Còn nếu biết thông tin nữa thì nó khác. Nếu biết thông tin chẳng hạn như chỗ này nè, cái chỗ này nè, nếu như mà mình biết cái người thứ nhất là bắt được không có đánh dấu rồi đó,
thì xác suất người thứ hai bắt được Thâm đánh dấu là này, thấy không? Đấy. Còn mình biết cả ba người đầu tiên mà bắt được Thâm có đánh dấu hết thì coi như mình khỏi cần bắt nữa, tại vì bắt kiểu gì đâu có chúng nữa, đúng không? Đấy. Thì đó là cái công thức xác suất đầy đủ áp dụng trong trường hợp này. À, một cái ví dụ điển hình cho cái công thức xác suất đầy đủ này đó là ví dụ 1.40 đó các em. 1.40 bây giờ các em đọc cho thầy ví dụ 1.40 nữa, mình gắng cố gắng phân tích thêm cái ví dụ này nè. À, một bạn đâu rồi? Gọi tên. Danh sách thầy chứ sáu mấy mà vô đây học có 59 người nha. 9 58 người. Thầy tới hai cái user rồi đúng không? Vậy thì còn có 58 người thôi. Bùi Xuân Vinh có mặt không em? Dạ có thầy ơi. Rồi đọc cho thầy ví dụ 1.40 nha. Dạ là một lô hạt giống gồm 3 loại để lẫn lộn. Loại 1 chiếm 2 phần 3 số hạt, loại 2 chiếm 1 phần 4, còn lại là loại 3. Tỷ lệ nảy mầm của loại 1, loại 2 và loại 3 theo thứ tự là 80%, 70% và 50%. Lấy ngẫu nhiên một hạt từ lô hạt giống A, tính xác suất để hạt giống lấy ra là nảy mầm được. Ý nghĩa của xác suất này đối với lô hạt giống là gì? B, giả sử hạt giống lấy ra là nảy mầm được, tính xác suất để hạt giống đó thuộc loại 2. C, giả sử hạt giống lấy ra là không nảy mầm được, nhiều khả năng nhất là hạt giống đó thuộc loại nào, tại sao? Rồi thầy cảm ơn em. Đấy, thì bây giờ ở đây là nó cũng bài toán điển hình cho cái công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes, không? Đấy, thì ở đây để giải bài này đó, thì mình sẽ gọi A là biến cố hạt giống lấy ra nảy mầm được, không? Rồi BI là biến cố hạt giống lấy ra thuộc loại thứ Y với Y bằng 1, 2, 3. Thì ở đây mình sẽ có các cái xác suất như sau. Thì khi mà mình phối trộn các cái hạt giống này với nhau nhưng mà theo cái tỷ lệ là như thế này: 2 phần 3 số hạt là loại 1, 1 phần 4 số hạt là loại 2 và còn lại loại 3. Như vậy thì nếu như mình lấy ngẫu nhiên ra một cái hạt giống thì cái xác suất cái hạt này thuộc loại 1 là bằng 2 phần 3. Xác suất hạt này thuộc loại 1 là 2 phần 3. Đấy. Rồi xác suất hạt này thuộc loại 2 là 1 phần 4 và xác suất hạt này thuộc loại 3 là 1 phần 12. Mình lấy 1 mình trừ ra 2 phần 3 với trừ 1 phần 4 là nó ra được cái này chứ. Còn cái xác suất điều kiện là nếu như cái hạt đó là loại 1, thấy không? Nó là hạt loại 1 vậy thì xác suất nó nảy mầm là 0,08. Rồi cái hạt đó nảy mầm với điều kiện nó loại 2, nếu nó là loại 2 thì xác suất nó nảy mầm là 0,7. Nếu điều kiện nó thuộc loại 3 thì xác suất nó nảy mầm là 0,5. Được chưa? Đấy, như vậy thì các cái xác suất điều kiện có rồi, vậy thì mình áp dụng công thức xác suất đầy đủ thì mình được cái này. Đấy. Thì em thấy số vô không? Đấy. Thì ở đây nó hỏi là ý nghĩa của xác suất đó đối với lô hạt giống là gì? Ý nghĩa nó là gì? Nó chính là tỷ lệ nảy mầm chung của lô hạt giống. Đúng không? Đấy. Tỷ lệ nảy mầm chung của lô hạt giống. Được chưa? Đấy, thì ở đây là mình phối trộn theo cái tỷ lệ này nè em, theo tỷ lệ này nè. 2 phần 3 là loại 1, 1 phần 4 là loại 2, còn đó là lại là 1 phần 3. Đấy, bây giờ thầy sẽ đặt ra một cái câu hỏi ở chỗ cái bài này. Đặt ra chỗ câu hỏi ở chỗ câu A này. À, nếu em lấy 50% là loại 1, 30% là loại 2 và 20% còn lại là loại 3. Loại 3. Thì cái BA của em là nhiêu? Tức là cái tỷ lệ nảy mầm chung của lô hạt giống là nhiêu? Các em có 5 phút để trả lời câu hỏi cho thầy. 5 phút. Tính toán thấy không? Thì áp dụng giống như thế này đi. Áp dụng giống như thế này. Thì đối với trường hợp này mình phân theo tỷ lệ này thì cái BA nó là 0,75 đúng không? Tức là tỷ lệ nảy mầm chung của lô hạt giống là 0,75. Vậy thì đặt vấn đề là nếu như cái 2 phần 3 này mình thay bằng 50%, tức là 1 phần 2 đúng không? Rồi là cái 1 phần 4 này mình thay là 30% và cái còn lại chỗ này mình thay bằng 20%, thì cái BA là gì?
5 phút bắt đầu. Còn chịu ha. Còn dạy tiếp chút xíu nữa xong. Rồi bây giờ chúng ta trả lời câu hỏi của thầy coi, bây giờ nếu như mình phối trộn theo tỷ lệ này thì cái BA là nhiêu? Có bạn nào có đáp án rồi? Cao Thị Quỳnh Quyên. Cao Thị Quỳnh Quyên có mặt chưa? Dạ em nghe là 0.425 này. Không phải mấy em? 0.425. 0.425. Sai rồi. Bạn khác. Dương Chí Ngoan. Em chưa làm ra thầy ơi. À,
Tại sao không làm ra đi? Làm chậm cái gì? Công nghệ thông tin mà em làm chậm quá em thua người ta đó. Mai mốt ra đời là thua người ta đó, nghe không? Rồi bây giờ thầy hỏi bạn khác nè. Mất cơ hội. Hồ Trung Tính. Dạ thầy, em nghe là 0,71. 0,71 có khả năng đúng. À, bây giờ mình thử nghe không? Bạn nói 0,71 nè, bây giờ chỗ này giống như công thức dưới đây, nhưng mà bây giờ chỗ nào có 2/3 mình thay bằng 0,5 nha các em. 50% là 0,5 phải không? Thì mình sẽ có 0,5 nè. Nhân cho 0,8. Đúng chưa? Rồi mới cộng cho gì? Chỗ 1/4 thì mình thay bằng 30% đúng không? 1/4 là mình thay bằng 30%, tức là 0,3. 0,3 nè. 0,3 này mới nhân cho gì? Nhân cho 0,7 đúng không? Nhân cho 0,7 rồi cộng cho gì? 1/12 này mình sẽ thay bằng là 20%, tức là 0,2 đúng không? 0,2 nhân cho gì đây? Nhân cho là 0,5. 0,5 rồi mình sẽ tính ra con số là 0,71. 0,71 đấy, thì bạn tính là đúng rồi các em. 0,71 phải không? Tức là nếu như mình phối trộn theo cái tỷ lệ như thế này thì nó ra được một cái lô hạt giống mới mà nó có cái tỷ lệ nảy mầm là 71%. Thấy không? Tại sao mà bạn mới vừa nói kết quả là thầy nói sai? Bởi vì cái kết quả này đó, cái BA này đó, là nó sẽ nằm giữa hai cái giá trị là lớn nhất là nhỏ nhất ở đây. Thấy không? Thì em thấy cái tỷ lệ nảy mầm của loại 3 là 50% đúng không? 50%, còn của loại 1 là 80%, tức là cao nhất nó là 80% rồi, còn thấp nhất của nó là 50%. Như vậy thì cái tỷ lệ của lô hạt giống nảy mầm, tỷ lệ nảy mầm của lô hạt giống chung đó, nó phải nằm giữa hai con số này, giữa con số nhỏ nhất và con số lớn nhất này, tức là 0,5 đến 0,8. Chứ nó không có vượt qua cái khoảng này đâu, em làm vượt qua khoảng này là sai rồi. Làm sao mà cái lô hạt giống của mình tỷ lệ nảy mầm thấp nhất là 50% thôi, nhưng mà bây giờ mình phối trộn là tự nhiên nó ra tỷ lệ nảy mầm nhỏ hơn 50% vậy, không đúng, thấy không? Đấy. Cho nên là chỗ này chưa được, thấy không? Bây giờ còn có bạn tính đúng nhưng mà vẫn có bạn tính sai, vẫn có bạn chưa tính được. Đấy, thì bây giờ nó hỏi là hạt giống lấy ra nảy mầm được nè, nảy mầm được rồi tính xác suất hạt đó thuộc cái loại 2, hạt đó thuộc loại 2, hạt giống lấy ra nảy mầm được, phải không? Nảy mầm được, nếu mầm được tức là biến cố A xảy ra rồi. Bây giờ tính xác suất hạt giống nó thuộc loại 2, tức là B2 với điều kiện A. Thì B2 với điều kiện A thì cái này mình áp dụng công thức 3Z vô đi, không? Thì cái này ra 7/50. Đấy. Thì bây giờ ví dụ như hạt giống này lấy ra để mầm được trong cái trường hợp bài này ha. Thì bây giờ em tính cho thầy là B1 với điều kiện A cho. B1 với điều kiện A. Đấy, rồi B3 với điều kiện A. Không? Đấy. Còn cái này là tính thêm không? Thầy yêu cầu các em là em tính thêm, giống như bài tập về nhà đó, em phải tính thêm cái này cho thầy. Bữa sau là khi mà thầy giảng bài thì tiếp tục đó, thì thầy hỏi là cái này em tính được nhiêu, phải trả lời cho thầy. Thấy không? Đấy, còn ở chỗ câu C là nếu như hạt giống lấy ra không nảy mầm được thì nhiều khả năng nhất là nó thuộc loại nào? Thấy không? Nhiều khả năng nhất là loại nào, tức là mình sẽ tính là xác suất B1 với điều kiện A ngang, B2 với điều kiện A ngang và B3 với điều kiện A ngang, và mình sẽ so sánh ba thằng này với nhau. So sánh ba thằng này với nhau thì mình thấy là nhiều khả năng nhất nó thuộc loại 1. Thấy không? Đấy, thì các cái ví dụ này thầy phân tích xong, rồi các em tham khảo thêm những cái ví dụ còn lại đây. Những ví dụ còn lại là các em tham khảo thêm như này. Còn cái chương 1 này, quá trình Bernoulli là các em tham khảo luôn. Tại vì biết sao, quá trình Bernoulli này đó, thì ở chương 3 mình sẽ học lại cái chỗ phân phối nhị thức rồi, thấy không? Cho nên là chương 1 rồi, coi như là lý thuyết là thầy đã cung cấp cơ bản cho các em rồi đó. Thì bây giờ đó là tuần, trong tuần này đến buổi học tuần sau đó là mình sẽ làm cái bài test thứ hai, cái bài kiểm tra thứ hai về các cái công thức xác suất. Cho nên các em chuẩn bị tinh thần mà làm cho tốt, thấy không? Với lại là thầy nhắc là học rồi có tinh thần là học đàng hoàng, chứ như cho bài kiểm tra là kéo dài gần cả tuần rồi mà coi lại thì có nhiều bạn, có bạn vẫn chưa làm là sao? Học kiểu gì kỳ vậy trời? Thôi cố gắng học nha, chưa tôi đánh giá điểm chuyên cần đó,
với lại là tuần sau là có điểm có thực hành nữa rồi, phải không? Thì tôi sẽ đánh giá điểm thực hành luôn đó, à, điểm thực hành, điểm chuyên cần đó. Đấy, thì các em học cố gắng là học cho đàng hoàng, mà nó đăng ký học phá thầy nó học cho đàng hoàng chứ học bây giờ kêu lên là cứ nhiều đứa vô Google Meet xong rồi cái đầu bạc để đó rồi không có làm gì hết, không có học hành, không có nghe gì hết, làm chỉ nghiêng không được. Giờ nào việc đó các em cố gắng làm cho kỹ đi, thấy không? Đấy, để thôi là có thời gian thầy giảng như thế này thì các em theo dõi bài, không biết em hỏi liền được. Còn bây giờ mai mốt em nói ô cái này dễ quá, mai mốt tôi tự học được tới lúc em muốn học cái là nó thiếu nhiều thứ lắm, nó thiếu cái căn bản, thấy không? Nó thiếu cái tiến trình, nó học nó phải theo từng tiến trình, từng giai đoạn. Em bỏ mất cái giai đoạn em đâu biết được, phải không? Đấy, rồi là em thiếu cái thầy giáo để trao đổi, phải không? Học thầy học biết rằng học thầy không thầy hoặc bạn rồi, nhưng mà lúc đó bạn mình nó đang nghiên cứu phần sau, mình quay lại mình hỏi nó phần trước sao nó trả lời cho mình được, đúng không? Đó, và không thầy đố mày làm nên nha, chưa, cho nên là học là phải tranh thủ cái cơ hội mình có đang tiếp xúc với thầy giáo như thế này thì mình tranh thủ mình học đi, chứ đừng có mãi cứ bắt Google Meet lên rồi cái đầu thầy kêu hoài không ơ không hở gì chứ, đúng không? Đứa nào hư mít thì thầy có ghi kết quả lại rồi, hồi đầu điểm danh đầu đầu năm đầu 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 khoa học rồi. À. Thôi bây giờ buổi học của mình đến đây là tạm dừng nha. Hẹn các em buổi học tuần sau. Chào các em. Bye bye thầy.